Con mong muốn gì cho con của mình? Muốn cho nó hạnh phúc. Thường quá mẹ khóc mẹ không nói được rồi. Tôi là cậu thứ ba, cháu thì mồ côi lúc 7 tuổi, thành ra mình thấy cái đó cũng thương lắm. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, năm nay 35 tuổi. Dạ, em làm nhân viên ngân hàng. Mình làm ở dưới Bến Tre. À, làm Bến Tre. Mời bạn Nam. Mình tên Đỗ Hoài Vũ, nghề nghiệp mình là điều dưỡng. Mình người Sài Gòn mà mình sống tại Cần Thơ. Nay mình 33 tuổi. Người ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà sống Cần Thơ là sao? Gì dưới, em làm dưới rồi em định cư dưới luôn. Gia đình ở đây còn không? Dạ còn, ba mẹ trên đây. Lạ ha. Mẹ chứ không có ba. Ba mất rồi mẹ. Dạ. Nói chung cũng cùng miền Tây ha. Dạ. Hải Yến ơi. Dạ. Em nghe anh bên đây hình như là nhỏ hơn em 2 tuổi đó. Dạ. Em có ngại gì không? Đối với em tuổi tác thì nó cũng không quan trọng lắm anh. Em yên tâm á, anh cảm giác ở bạn trai bên đây á, bằng Vũ á, là cái sự chín chắn rất là rõ ràng, bởi vì bạn ấy làm điều dưỡng mà. Thật sự mà nói, anh đã nói rất nhiều chuyện tình. Chúng ta phải tri ân và cảm ơn, trân trọng những cái tình cảm của người điều dưỡng. Người ta chăm sóc cho bệnh nhân, người ta không quen biết gì hết. Bây giờ mình hãy cho biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm với đàn gái đi. Ưu điểm thì là em sống rất là tích cực anh. Có thể tự lập, sống tự lập và rất là lạc quan. Về nói về khuyết điểm của bản thân. Khuyết điểm thì chắc ngay lập tức luôn là em hay hồi hộp giữa đám đông. Cái em hay quên á. Có nhiều khi là mình mang chìa khóa, mình cầm trên tay rồi, thế là em vẫn đi kiếm. Và tới lúc mà đi ngang bảo vệ hỏi là anh có thấy chìa khóa lạc không, thì anh chỉ mình thì mình mới biết. Em ơi, em làm ngân hàng mà em hay quên đó rồi. Nhớ không em? Dạ không, những cái gì mà em lại có một cái khả năng là ghi nhớ những cái gì mà nó quan trọng anh à. Dạ, ví dụ tức là người ta mượn tiền thì em sẽ nhớ, nhưng mà em mượn người ta em có thể quên. Dạ dạ không phải vậy. Chị anh là vậy đó, anh dễ quên trong lúc mượn người ta lắm. Em hãy cho bên kia biết là những cái ưu khuyết điểm của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì bạn bè hay là việc làm thì em năng động, em biết nấu ăn, em biết ca hát. Còn mà đó là điểm yếu của em đó, thì về nhà ít chia sẻ ai lắm. Tại vì đó ba mẹ ly hôn hồi nhỏ. Rồi em sống với bà Cóc, đó là bà nội của bà. Ừ. Xong rồi sau đó tới khi bà Cóc già lớp 10 thì em sẽ hỏi cô. Ừ. Sau đó em tự lập, bây giờ cái tánh em ít chia sẻ lắm. Sao tự nhiên mình lại ít chia sẻ anh? Tại vì anh đó giờ là sống theo cái ở nhà của mình nên tất cả gì của mình nên nó làm hết, không chia sẻ ai hết. Tại vì ba mẹ ly hôn năm anh 6 tuổi, ba em mất rồi. Vậy anh càng phải chia sẻ anh ơi. Anh tự lập là quá tốt rồi, nhưng mà cái sự chia sẻ với mình cũng nên tăng cường. Tại cái tánh anh thì nó hay buồn. Dạ. Mà hay cọc nữa, mà nó nguội mau lắm. Ai lỡ chịu khiệu là hơi hết rồi. Yên tâm, sẽ có người khiều em. Đường tình duyên của em sao Yến? Đường tình duyên của em không biết nó có lạc đi đâu không nha. Tại vì tính ra là tới nay thì em chỉ có một cái mối tình mà sâu sắc thôi, mà em nhớ thôi. Đó là năm mà em học đại học xong. Bạn rất là tự lập. Nhưng mà đó em yêu nhau mấy năm? Mấy năm? Dạ, 2 năm thì mình chia tay. Tại lúc đó em là sinh viên á, thì cái suy nghĩ nó cũng còn non. Những cái vụn vặt lắm. Dạ, nhưng mà nó từ từ làm cho cái tình cảm nó nhạt đi dần á. Và xong mối tình đó tới nay không có mối tình nào nữa? Dạ, dạ đúng rồi anh. Em cũng sự kỳ. Oh. Em chuyên tâm là em làm nhiều hơn. Còn Vũ? Dạ, thời 12 thì có 2 mối tình. Rồi 12 mà có 2 mối luôn á. Rồi từ 12 bỏ đi cái đó cũ rồi. Bỏ rồi em không có quen ai hết. Tại vì mình thấy mình và cảm mình không có quen. Tại vì mình không có như người ta. Em về làm cơ quan được 2015. Không có quen cô bé đó. Lúc em chưa có nhà, em còn ở trọ. Thì em thấy mà cảm rồi em mới cho em rút lui. Nhưng bây giờ em có nhà chưa? Từ khi bên nội em nói câu là ba nó mắc, làm gì nó có nhà nó ở. Gán phấn đấu mình làm. Giờ em có nhà, thì có nhà xong thì em có chồng này. Thấy thương không? Thương có nhà quá. Là không là người yêu của chồng rồi. Thôi giờ có người yêu rồi mình bên em thì dễ đó, mẹ không có làm dâu má chứ đó. Vì vậy thì nhà có sẵn hết trơn rồi. À, có sẵn hết trơn ha. Thì chỉ ở thôi. Về là có làm dâu mẹ em trên này rồi, em dưới thì ở mình nên. Động cơ nào mà chị lại đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? À dạ thì thật sự luôn là trong cái khoảng thời gian dài vậy mà em không có bạn trai đó là do cái suy nghĩ của em nữa. Tại vì lúc mà em đã ổn định cái thời gian mà em không quen đó là em lo làm á, thì em đã ổn định được kinh tế với lại cũng lo cho mẹ em được tốt á. Thì em nghĩ là em cảm thấy hạnh phúc luôn.
mình không cần một người nào bước vào cuộc đời mình đúng không? Mình cứ sống như vậy là hạnh phúc. Thật sự là rất là nhẹ nhõm luôn, tức là em có thể đi chơi hay là em làm bất cứ cái việc gì mà mình muốn, mình cũng có thể lo cho mẹ mình luôn nữa. Tự nhiên em tự thỏa mãn với bản thân luôn á, em không có cần. Dạ, và mình thỏa mãn với điều đó trong bao lâu, mấy năm? Dạ đến năm 2018 má em bệnh, là khi mà té xuống là không nhớ được cái gì luôn. Khi mà mẹ bị nặng như vậy á thì em mới nói, mình cứ nói trong đầu á là phải cầu nguyện là mẹ được khỏe. Thì khi mà mẹ mới dịch, kiểu như là nhớ ra khoảng một tuần sau nhớ ra, thì mẹ cái lo lắng nhất á thì mẹ nói là mẹ lo cho con, tức là mẹ không hề nghĩ là cái bệnh mẹ nặng như vậy. Thì kể từ sau đó là em mới nói là không được, mình phải có gia đình. Em hiểu rồi, đó là cái phần mà làm cho em thay đổi hẳn luôn á. Mà em nhớ là ngay cái sinh nhật của em năm 2018 luôn á, là em ngồi ngay cái toilet của cái bệnh viện mà mẹ em là không có thể tự mà bước xuống để mình mà đi vệ sinh á. Thì bất kể cái lúc nào mẹ cũng chỉ nói có là lo cho em thôi. Dạ. Mà lúc đó đầy em thấy em bất lực vô cùng luôn, tại vì mình đã không sao. Mình quên chuyện cũ đi. Bây giờ mình nói chuyện mới, hôm nay mình tới đây mình tìm tình yêu. Dạ nè. Dạ đúng rồi. Dạ thì bây giờ hình mẫu lý tưởng của chị là gì? Em mong anh đó khỏe mạnh, sức khỏe đó nó rất là quan trọng. Anh ấy là có cái ý chí, khi mà mình đã có ý chí, có sức khỏe thì mình ít khi nào mình mà bị thất bại lắm. Hai cái đó bên đây có hết đó. Có thể là anh thông minh và hài hước, tại vì nếu mà cuộc sống mà mình không có một chút sự hài hước á thì nó không thú vị anh. Vậy còn như ngoại hình? Vậy chắc cao hơn em được rồi. Em cao mét mấy? Dạ mét 53. Yên tâm, bên đây chắc cũng 54, 55. Không phải hả? Rồi đó là bên Yến. Rồi em mong muốn một người lý tưởng, người yêu lý tưởng là như thế nào? Chỉ là không cần đẹp, chỉ giản dị được với em rồi, với lại biết chia sẻ với em, biết quan tâm, tìm hiểu được. Cô gái bên kia là một người sống rất tình cảm. Đấy, em thấy cô ấy vừa nhắc đến mẹ là nước mắt lưng tròng rồi. Em bên đây thì em đây thì mặc cảm nữa. Em giờ mặc cảm gì nữa? Bây giờ em có nhà riêng rồi, thấy không? Em có công việc ổn định rồi. Anh đang làm cái công việc rất là tốt luôn ha. Không có gì mặc cảm hết nha. Cái gì mà mặc cảm hay ế nè anh? Ế đó hả? Thì bây giờ là hết cái này, là xong ngày hôm nay là hết mặc cảm luôn. Bởi xong ngày nay em tin chắc rằng em sẽ hết ế. Em chưa có mặc luôn á. Coi đi, đẹp trai, sức khỏe đầy đủ, nhiệt em, tình, chào Vũ. Vậy bạn Vũ không thích gì ở phụ nữ? Không thích xe xua. Thấy nhà kia bên có đồ hay mua theo không được, phải có coi trong túi tiền mình sao mình á. Gì nữa, về ngoại hình sao, cao lùn mập ốm như thế nào? Không cần thiết, miễn có quan tâm chia sẻ biết mà gì là không cần chân, miễn đi gái là được. Biết lễ phép trên dưới bên nội ngoại hai bên được. Dạ biết kính trên giường dưới. Dạ em chào anh Linh. Chào cô gái Bến Tre. Dạ ha. À, nhà em có trồng dừa không? Dạ có anh, mà dừa nay tuột quá. Tuột giá hả? Dừa nó sẽ lên thôi, gần tết nó lên lắm, yên tâm đi. Dạ. Ha. Em tưởng rằng em không có người yêu luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em mặc định là vậy luôn á. Anh bên đây cũng dễ thương lắm. Em có thể về Cần Thơ em làm việc được không? Có duyên có nợ đó anh. Thì mình cũng tự lập rồi, mình khoe mình tự lập nữa. Đúng rồi. Dạ đi đâu không thành vấn đề. Rồi. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất là sự không nghiêm túc anh. Thôi được rồi, anh thấy hai người này cũng đồng điệu với nhau nhiều đó nha. Yến đi với ai vậy? Em đi với hai đứa em họ của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, anh trai và gia đình nhà trai cũng như là toàn thể các quý vị đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Em tên là Trung và em là em họ của chị Yến. Nãy giờ qua quan sát và lắng nghe cái chia sẻ thì em cảm thấy anh đây đúng là rất là khỏe mạnh, đáp ứng được cái yêu cầu đầu tiên của chị Yến. Và trong anh cũng rất là phong độ, và em nghĩ là như anh Quyền Linh nói đúng, tức là một cái người điều dưỡng thì anh sẽ rất là tỉ mỉ, và em nhìn thấy ở anh có cái sự chân thành. Cái vấn đề mà em hơi quan ngại một chút đó là cái thứ nhất là em nghe là anh là ít chia sẻ, bởi vì trong tất cả mọi chuyện mà đặc biệt là trong tình yêu thì mình phải chia sẻ mình mới hiểu nhau, cuộc sống vợ chồng lâu dài. Anh nói là anh cọc thì em không biết là anh cọc như thế nào. Cái gì mà anh bức xúc quá là anh phải quạo. Quạo quá có đánh luôn không? Không, quạo rồi cái anh đi chỗ khác hơi, cái vậy đồng nghiệp anh là quạo luôn, gì đó chọc anh rồi hơi là anh hiều giỡn, hơi là anh chơi lại đó. Giờ em cọc nhất là em thể hiện cái gì rồi? Em tự đập cái ly xuống đất rồi em đi.
Rồi, cao lắm 7 cái ly thôi. Không, có khi đập thôi rồi, em không muốn ta, em tự xử em hả? Cái chuyện mà chia sẻ đó theo anh thế này nè. Chia sẻ thì có người về mới chia sẻ được. Đó, đúng rồi đó. Bởi vì đó giờ có quen ai đâu chia sẻ. Được chưa? À, em trai nhận rất hay đó. Nhận xét rất là hay luôn. À, cảm ơn đàn gái. Em đi với ai? Em đi với mẹ với cậu bên đây nè. À, rồi, chào cô. Cô có muốn Vũ về ở chung với cô hay là cô về Cần Thơ ở với Vũ hay không? Có Vũ có nhà riêng rồi. Cô thấy nó giỏi không? Giỏi. Cô mong muốn gì cho con của mình? Muốn cho nó hạnh phúc. Thường quá mẹ khóc mẹ không nói được rồi. Tôi là cậu thứ ba. Cháu thì mồ côi lúc 7 tuổi. Thành ra mình thấy cái đó cũng thương lắm. Nhưng mà ở xa thì mình chỉ có cái cuộc điện rồi động viên cháu thôi, chứ còn ngoài ra không biết làm sao đỡ đần được cho cháu. À, nhưng mà cậu ba đánh giá đàn gái thế nào? Cháu giờ tương lai thì cũng xinh, nhưng mà tùy nơi cháu nó quyết định. À, Vũ muốn nói gì với mẹ không? Có gia đình thì mẹ với ba nuôi á, cuối đời là già đó với em nuôi, em có gì ăn nấy. Mỗi gia đình đều có một cái nỗi khổ riêng, giống như gia đình của Yến vậy, cũng có những cái khó khăn. Bây giờ mình mở rào cho đôi trẻ gặp mặt. Tiến tới luôn đi Vũ. Có món quà gửi cho em. Dạ, cảm ơn anh. Quà này anh tự anh cắm đó. Dạ, trời ơi, khóc quá trời. Phần này là quà của anh gửi chị. Dạ, cảm ơn. Quà đó là gì, mở ra đi Vũ. Đây là thuốc không anh ơi? Tại vì em ngành y phải thuốc à, chăm sóc bào tử với canxi rồi nè. Những lúc mà ăn uống thất thường. Bạn nói với lại ăn uống, ăn uống thất thường rồi uống. Dạ. Rồi canxi cái này rồi, phải cho số để còn coi hướng dẫn sử dụng. Anh có ghi menu cho mình nè. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Dạ, anh nói trước anh. Dạ, em thấy anh như thế nào? Anh khỏe mạnh. Với thấy anh khóc tự nhiên cái mình kiểu như cũng muốn khóc. Tại nghe bên kia em khóc trước không? Vậy. Dạ thì dạ em cũng không biết hỏi gì thêm. Thì không biết anh nghĩ về em như thế nào. Thấy em biết lo chia sẻ cho mẹ vậy là tốt, có hiếu như vậy là anh chịu rồi. Em thì cũng xin. Dạ em cảm ơn anh, chắc nhờ mấy cấp. Anh khoái màu xanh, với anh gói màu xanh. À, mình tự đánh giá anh mình có hài hước không ta? Có, có anh. Mấy chị của anh đấy, mày đi lộn nghề đó, mày phải đi danh hài hết danh hài, đỡ đóng hài gì đó. Vậy hả? Mấy chị thì cũng tiếu lắm. Dạ. Khi mà về nhà thì không tiếu nha. Mình cứ bình thường thôi anh ơi. Dạ, rồi tự nhiên ta thích thì ta thấy được à. Dạ. Em cũng giỏi, không có chuẩn bị nhiều quá. Thì thôi em hát tặng anh bài nha. Bầu hoa phà rạch miếu, hoa lẻo đẻo theo sao, đội bóng trăng lên đầu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ canh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng long hoa. Bầu sang phà rạch miếu, lẹ ngoe ngoảy xuống bến tre, về cái mơn lương hoa hay là về sơn đông ba tri. Khi mà Yến hát á, anh tưởng tượng nha, Yến qua phà rạch miễu với Vũ lẻo đẻo theo sao. Có hình của em đi, em theo anh. Em dễ thương đó nha. Dạ. Em đang bây giờ còn phà nữa đó. Nha, mình phải hát tặng bài chứ nè. Dễ nhiều đi ha. Rồi. Dạ. Chúc tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu thức dậy đêm đêm. Nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm sắc ngủ dịu hiền. Trời ơi, hay quá. Hết thời gian. Thích thì bấm, không thích thì đừng bấm. 3
2. Một. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng. Một lần nữa, chúc mừng Vũ. Chúc mừng Diễn. Thấy, nắm nắp trước khỏi kia. Khỏi kia đúng không? Tình yêu mà nó đến là đến. Hứa điều gì với gia đình, với mọi người đi. Xin phép mẹ của Yến cho con được quen Yến. Và cho chăm sóc Yến với có thể bác gì sống với con cũng được, hoặc là con gì sống với bác cũng được. Thì có chăm sóc cho bác như Yến cuối tới cuối đời. Hay quá, rất mộc mạc, rất chân thành. Chưa rồi, chưa có được dính rồi, ông không có đơn sơ thế. Thơm không? Em nghĩ rằng là đàn ông thì cũng không nên đi lai dép. Nếu mà em thấy anh lê, anh sẽ chỉnh. Hồi nãy tôi mới chỉnh chứ không thôi là lê rồi. Nói là không được, là vừa tóc dài mà vừa đi dép lê đó là thiếu rồi. Em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Kiều Hồng Vàng. Wow, một cái tên thật là ấn tượng và đặc biệt phải không các bạn? Vàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ em năm nay 23 tuổi, em làm tóc. À mình đi làm cho người ta hay là mình kinh doanh? Dạ em làm cho sư phụ của em. Rồi. Em ơi cho anh hỏi lại, hầm vàng hay là hồng vàng? Dạ màu hồng vàng. Hồng với màu vàng. Hồng mà màu vàng nữa, tức là hai màu đúng không em? Rồi chúng ta sẽ gặp chàng trai. Xin mời. Bên đây hồng hồng vàng, bên đây không biết màu gì đây. Chào bạn. Rồi mời bạn ơi. Bạn tên gì? Em tên là Tuấn, 32 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ công việc của em là bên nhân viên cây xanh. Cụ thể là em đi chăm sóc cây xanh, tưới nước rồi cắt tỉa. Hay à, cái nghề này hay đó nha. Dạ. Vàng ơi, trời chị kêu Vàng ơi, chị thấy năm nay chắc chị giàu quá Vàng ơi. Trước giờ em đã có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình mà hồi đó còn em đi còn đi học lớp 12. Cũng có mấy tháng rồi chị, tại chị đi tập thể dục rồi hai đứa nói chuyện qua lại cái quen nhau, có bố em biết luôn. À. Sau đó em đi lên thành phố rồi, do không hợp nên xa địa lý á chị. Với lại không thích nữa nên em... Từ xưa giờ là một mối tình đó thôi đó hả? Còn mình đi, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được hai mối tình. À. Cái mối tình đầu tiên của em là nó học trò thôi. Học đi học xong yêu nhau đúng không? Dạ, em muốn nói tới mối tình gần đây của em á. Là mối tình ở qua mạng. Qua mạng ha? Dạ. Lâu không? Mối tình đó lâu không? À, mối tình đó thì xảy ra chỉ dọn dẹn trong 3 tháng thôi. Ủa em, mình chat với nhau, mình yêu nhau trên mạng luôn hả? Mình chat nhau chỉ là cái phương tiện nếu mà mình gặp gỡ là tìm hiểu thôi. Rồi sau đó thì em và cô ấy nói chuyện với nhau và cảm thấy có nhiều điều giống như cái người mình mà đang chờ đợi vậy đó. Nó cảm giác rất là mạnh. Bây giờ bạn có thể tả một chút xíu cụ thể khi mới gặp nhau ở ngoài thì hai người như thế nào? Em nhớ như in trong đầu của em là lần đó là em và cô ấy hẹn nhau. Hôm đó nó có giống như ông trời, ổng có một cái sự sắp xếp sẵn vậy đó. Thì bữa đó em vừa đi đến điểm hẹn thì trời đã lất phất mưa. Thì lúc đó thì cô ấy đến đón em ở trong một cái trang phục rất là bình thường. Mà em nhìn cô ấy em cảm thấy là cô ấy chính là người mà em yêu, em chờ đợi. Cô ấy cảm thấy là ướt hết người đó. Em sao em làm gì để cô ấy khô? Em chỉ nói rằng là anh nhìn em như vậy anh cảm thấy anh thấy thương em quá. Rồi như vậy là khô rồi đó. Rồi cô ấy nói sao? Cô ấy cổ chỉ cười, cười rất là tươi với em. Rồi cuối cùng là tình yêu đẹp vậy tại sao là phải chia tay? Lý do nào mà mình chia tay? Em cũng đã đưa cô ấy về nhà để ra mắt gia đình. Nhưng mà rất là chỗ là gia đình cô ấy giống như là phải môn đăng mà hộ đối đó anh. Cái điều kiện em thì không bằng gia đình cô ấy. Ừ. Gia đình cô ấy cần một cái gì đó chắc chắn hơn. Tính cuối cùng thì cô ấy nói là phải chịu ý cho cha cô ấy. Tức là nghe lời gia đình cô ấy. Dạ, vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn rồi. Thế còn Vàng, từ xưa giờ bạn có quen ai ở trên mạng chưa? Dạ cũng chat mà làm bạn à, chứ em không có tin vào tình yêu trên mạng. Tại sao lại không tin? Mạng ảo lắm chị. Ảo gì mà em có yêu thiệt mà đâu ảo gì đâu. Đó, bên đó trời ơi, chắc 500 chắc được có 10 à. Biết đâu mình nằm trong số 10 đó thì sao? Em không có may mắn vậy. Thực tế thì Vàng muốn cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Hài hước. Hài hước. Em không quan trọng chiều cao hay là ngoại hình. Em quan trọng nhất là có trái tim, tâm hồn. Nói chung là thân thiện với mọi người, thương mọi người. Không có xạo. Không có xạo, biết rồi, hồi nãy giờ là không thích trên bàn. Bên này không hề xạo một xíu nào hết á. Bạn trai không có để tóc dài được. Em không thích tóc dài.
Em không thích đi mà kéo dép lê, em không thích. Đi kéo dép mà có gì đâu mà anh tức quá nè. Kéo kéo thử không? Ta đi dép ta kéo có gì đâu mà phải không thích. Nghe chói tai, không có lịch sự gì hết trơn á. Rồi sao, mắc mớ gì tóc dài không thích? Em thích cắt gọn gàng lên. Nhìn tại sao em để tóc dài được mà em bắt bạn trai em được không để tóc dài? Nhìn nam tính. Nam tính. Trời ơi, vậy tiêu chuẩn người yêu của em như thế nào? Nếu giả sử đừng là người yêu của em thì em sẽ, nếu cô ấy làm những gì mà cô ấy cảm thấy thích và điều đó là tốt cho cô ấy, em sẵn sàng để cho cô ấy làm, em hỗ trợ, em ủng hộ hết mình. Chắc không? Dạ chắc. Rồi giờ cái điểm nào mà bạn không thích ở người bạn gái của mình? Ví dụ như là nói nhiều quá một cái vấn đề gì đó. Em có nói nhiều không? Ờ em nói cực kỳ nhiều. Chết là xong rồi. Trời ơi, tóc gì mà để dài dữ vậy ông? Thiệt hả chị? Rõ ràng chứ. Trời ơi, tôi nói chơi mà có thiệt vậy đó hả? Quay mặt qua đây coi coi làm gì mà quay bên kia vậy? Xích qua đây, quay cái ghế qua. Dạ. Đó. Vậy thấy em sao ạ? Quá đẹp trai luôn. Cảm ơn chị. Chị đẹp gái. Trời ơi. Bởi tôi nói đòi cho đi là sẽ được nhận lại mà. Nhưng mà về cắt tóc rồi lên gọn gàng nha không? Dạ, cái này chắc là để không còn tóc luôn á chị. Rồi giờ bạn đứng lên coi. Bạn đi thử vòng tôi coi coi. Dỡ dép lên. Trời ơi đó. Để nghe anh kia không? Đi mà lết lết là cô chia tay. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Bữa nay mình đi tới mình đi cua gái thì sao không mang giày mang dép vậy? Dạ. Em vậy gần gũi hơn. Không phải, em sợ thường thường cái người mà thích mang dép vậy là đi là mang khi nào dép nó cũng lê dọc đường nè. Em nghĩ rằng là đàn ông thì cũng không nên đi lê dép, nếu mà em thấy anh lê em sẽ chỉnh. Hồi nãy tôi mới chỉnh chứ không thôi là lê rồi. Thấy là không được là vừa tóc dài mà vừa đi dép lê nữa là thiếu rồi. Hồi mai là khó chịu lắm. Gái thường hỏi là bạn có đam mê âm nhạc không? Em thích nghe nhạc. Em hát cực kỳ dở. Nhưng mà em thích hát. Vậy hả? Ôi thích hát, hát thử một câu, hát thử một câu. Trời tôi thích nghe mấy người nào mà hát dở mà thích hát lắm. Cái đó là nhược điểm của em đó chị. Hay mà hát là chuyện bình thường. Hát đi em, hát đi em. Nhược điểm của em là nửa đêm em hay dậy em hát lắm. Trời ơi. Rồi bây giờ em cứ coi như đây là nửa đêm đi. Mà em hát phải minh họa. Rồi em minh họa đi. Vậy mời em. Kỳ vô vị, 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 kỳ vô vị. Thôi không được. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Dở quá không anh. Ủa cái kỳ vô mỹ là ý nghĩa gì? Cái bài đó em không biết tiếng gì nữa mà em thấy nó hài hài. Em thích hài hước mà. Đi hài đã già cũng cười chưa. Bạn nam thấy sao cưng? Em cũng rất là thích hát. Bây giờ em đáp trả lại bạn gái một tí đi rồi em cũng... Dạ. Em thích bạn trai thích hát không bạn gái? Dạ cũng được, nhưng mà không được hát hay nghe em. Trời đất ơi. Tại vì hát hay nghe em dìm hàng em sao? Không, chị nghĩ không ai dìm nổi em. Em hát hay quá, hát thử coi. Hát thử cho bạn gái nghe coi. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rèm ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Được à, được ạ. Được. Thôi rồi. Chết em rồi. Chết rồi, tiêu rồi. Chết em rồi. Em đi cô gái mà như vậy là chết rồi. Nghe người ta nói gì không? Không có thích cái người hát hay hơn. Em hát, em có hát hay em phải cố tình em hát dở chứ. Còn em hát hay kiểu đó là tiêu rồi. Không có mắc mớ gì ta hát hay không cho ta hát hết trơn á. Nhưng mà bên đây người ta kiếm chồng không có thích được hát hay hơn người ta. Mắc mớ gì kiếm chồng rồi kiếm chồng hát hay là hát hay, hai cái hát khác nhau. Hát hay dìm hàng người ta. Ui, nó khó chịu nè, cô ế là vậy đó. Ok người ta. Ủa anh nó vợ hay là anh này nó vợ? Tôi không biết sao là tôi không gả ông em đây cho bên đó. Ông làm như tôi chịu gả vậy trời ơi. Mở màn lên cho hai người ta quyết định. Khó chịu. Hát gì đâu. Rồi mở màn lên. Hát sao bây giờ bạn bên đó hát hay hơn mình đó. Em thấy thì sao? Trời ơi, hát hay là em không chịu rồi đó. Anh nói với em kiếm mà có ai mà hát dở nghe mình cùi nè. Nhưng mà hát hay chỗ nào cũng được anh. Trước mặt em không được hát hay. Người ta hát dở nhưng mà người ta có độc chiêu. Anh làm được không? Nói chơi nhưng mà chơi nha, em có duyên lắm á. Hát lại lần nữa anh coi. Thôi ơi, nó hát. Thôi đừng có nhìn hàng người ta. Xoay mặt lại đi. Có 2 phút, bắt đầu. À, anh thấy em có giống như trong hình tượng anh muốn tìm không? Em thể hiện nhiều cái khác lắm. Nhưng mà có một điều là anh nghĩ rằng là em là người cũng có thống tình cảm, thì biết quan tâm người khác. Đó là những điểm mà anh thấy rất là hợp. Và cái điểm đó là điểm trọng tâm của anh đó. Vậy hả? Ôi trời, anh đi rồi.
Càng ngày anh thấy em càng có duyên lắm á nha. Định bao lâu kết hôn? Thì nếu mà thấy rằng là đúng là người đó là người mẫu của mình, mà người ta cũng hiểu mình, ta đồng cảm mình cũng đồng cảm người ta, thì sang năm là em bắt đầu tiến hành kết hôn. Chịu có một năm nữa hả? Một năm hơi nhanh. Thì không, anh nói là khách của anh, nhưng mà anh đã tôn trọng em, anh tôn trọng bạn gái của anh, thì anh cũng phải xem cái hoàn cảnh của gái nữa, điều kiện của gái nữa. Nên muốn mấy đứa con? Dạ hai thôi chị. Hai thôi hả? Dạ. Vậy ông em hai được không? Dạ hai cũng được. Chứ sinh nhiều quá tiền đâu nói. Nhưng mà anh cũng lo cho em á, nếu em sinh nhiều quá thì về vấn đề của em nó ấy, anh quan quan tâm cho em. Cái vấn đề của em nó ấy là gì? Vấn đề gì? Ví dụ như là cái nhan sắc của em, hoặc là rồi những cái mặt khác của em khi mà em tiếp xúc với bạn bè, bị bận biểu thời gian cuốn vô gia đình nhiều quá. Nhan sắc làm sao? Nhan sắc là vậy sao? Em thấy rằng là nhan sắc của ấy rất là đẹp, đẹp trong mắt của em. Anh thấy em rồi đó, em đâu khác quá người luôn, quá khác người, bất thường. Anh thì không hãy để tâm cái vấn đề đó. Hỏi em có phát hiện ra một cái điều gì đáng nhớ cô gái này không? Có lẽ nhiều khi nhìn cô ấy em khóc quá, em nhớ khóc quá, khóc quá. Anh thấy cái nụ cười này rất là khó quên nha, đang cười lại đó, đừng có làm miệng cứ ra một hai ba cười nè, hết cười rồi đó. Đấy, nụ cười rất là có duyên ha. Dạ dạ đúng rất rồi. Là đáng nhớ. Anh nói em mới để ý em là thấy vậy. Trời, đi tìm người yêu mà không nhớ gì chứ á. Để em cười trước mặt ảnh luôn mà anh không có, để ý. Có khi ra khỏi cái chỗ này rồi anh mới chấn tĩnh lại anh mới nhớ được. Vậy sao vậy? Em làm anh gì mà anh không chấn tĩnh nổi? Đôi khúc lúc có những cái mà mình không thể giải thích được em à. Nhiều khi cái điểm độc lạ của người phụ nữ của mình tiếp cận á, nó làm cho mình bị cảm giác như là nó ba hồn hay nó bay bổng. Ba hồn bay bổng hả? Bớ ba hồn chính giết về tập hợp vậy đây. Rồi thôi. Hết thời gian rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Đây. Dạ, nút là của em đâu anh Quỳnh Linh? Cái nút nè. Em muốn rào vô nút nào tùy em kiếm nút đi. Đó là thử em kiếm nút. Đúng rồi em. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ cảm giác của anh thấy thế nào? Em lại cảm thấy gần cô ấy hơn nữa hả? Em gôn nữa. Đúng rồi, giờ đang đứng gần nè. Dạ. Sao rôn trời. Anh nói tay em nhé. Rồi nhìn thẳng với mắt cười, nhìn hai người nhìn thẳng với mắt nhau coi. Nhìn nhau cười, 1, 2, 3 cười. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Rồi, ok, đăng ký cho ba bạn tên gì đó luôn đi. Dạ, bạn tên Minh. Minh Minh. Dạ. Mẹ bạn tên gì bạn? Dạ, mẹ em tên Trần Tiết Liễu à. Tên Liễu. Rồi, người tên Liễu tên Minh quý vị nhớ nha. Đồ con ha. Đẹp không? Đẹp. Thiệt không? Đẹp trai này, nghe đẹp trai bên kia chị Cát Tường chị khoái rồi. Em tên là gì? Dạ, em tên Tấn. Tấn? Mấy Tấn? Dạ, 3 Tấn. Tấn làm nghề gì? Dạ, em hiện giờ là nhân viên kinh doanh anh. Bao nhiêu tuổi Tấn? Dạ, nay 28 tuổi. Rồi. Dạ, bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Lê Huỳnh Anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. 24 mình đang làm công việc gì anh? Dạ hiện tại em đang làm công việc nhân viên văn phòng ạ. Ở bên đây cũng rất là xinh gái, bên kia thì lại đẹp trai. Mà tại sao bạn xinh gái như thế này mà lại ế? Thật ra lúc trước em học chuyên ngành chính của em, lúc trước em chọn là ngành bác sĩ pháp y. Chị pháp y là mình mổ xẻ rồi này kia hả? Dạ em học chuyên gì mổ xác. Trời đất ơi, ghê vậy. Cô này cá tính mạnh này nha. Nhưng mà sao mình đang học cái đó là mình lại chuyển qua ngành khác? Em thấy cái ngành này thì mình có gia đình. Là sao? Tại vì thường thường mà tâm lý mà một người mà muốn tìm hiểu mà để quen với mình mà người ta nghe mình đúng rồi, ngành mổ xác thì người ta sẽ rất là. Nhưng mà lý do tại sao xưa bạn lại chọn cái nghề đó bạn? Em thích ngành này vì em thích sự khám phá. Đó rồi. Cũng là một cái suy nghĩ, một cái cá tính rất là mạnh. Như vậy là bạn Tấn, bạn thấy được cá tính của bạn bên kia rồi ha. Bạn là kinh doanh. Dạ. Bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 4 năm rồi anh. Bạn rất đẹp trai, cao to. Mà cái này chị Cát Tường nói là thích đẹp trai thôi. Thấy mới tin nghe chứ còn quảng đẹp cáo không có tin đâu. Những người đẹp trai rất đào hoa. Dạ. Rất là nhiều người phụ nữ đẹp bên cạnh mình. Dạ. Tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa tìm được một nửa cho bạn? Ý anh nói là nhiều người mà đẹp trai thì có nhiều mối này kia, cho nên những bạn nữ em quen thì họ cũng nghĩ như anh luôn. Cho nên khi mà em bắt đầu câu chuyện này kia thì rất là khó. Thì lúc đầu là người ta nghĩ là mình sẽ không chung thủy. Thứ hai nữa là trong cái công việc em này kia đó thì thời gian em không có nhiều tìm hiểu. Khi em làm này kia về rồi em cũng đi học này kia. Bạn học gì thêm nữa hả? Dạ em học Anh văn nữa anh. Ở trong cơ quan của bạn tôi nghĩ là rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm hiểu được một người nào đó?
không có quen. Rồi tôi có thấy báo chí đăng rất là nhiều là tình công sở, không lẽ chẳng có một chút tình nào công sở hay sao? Nói thật, ngày khi mà hồi xưa em làm á thì có, nhưng mà trong công ty á, cái công việc mình nhiều khi mình không có cư xử như một người bạn trai được. Ủa sao vậy? Dạ, tại vì thấy dụ như công ty công việc thì phải ra công việc, cho nên nhiều khi em sợ nữ á sẽ không có hiểu cho mình, cho nên em không có quen trong công ty thì vậy. Dạ. Bạn Anh ơi, tại sao bạn biết chương trình này mà đến tham gia? Dạ, mẹ em đăng ký tham gia chương trình này cho em. Mẹ đăng ký? Dạ, mẹ em cũng muốn tham gia chương trình luôn. Mẹ muốn tham gia luôn mẹ hả? Mẹ muốn tham gia luôn hả? Mẹ đâu? Mẹ sao mẹ không tham gia? Dạ, mẹ có chút việc nhà nên mẹ không có tham gia chương trình được ạ. À, dạ. Vậy mời mẹ đăng ký nha, ghi tên luôn đi Cát Tường. Mẹ đăng ký chưa? Mẹ đăng ký rồi. À, đăng ký rồi. Bây giờ mà để cho con đi trước coi tìm được bạn trước rồi mẹ mới tìm sau. Dạ. Dạ, hay cái này hay nha. Hay à, cái vụ này tôi hay. Tôi với Cát Tường là làm luôn hai mối luôn á. À, vậy mẹ em hiện giờ đang làm công việc gì? Nhà em có ba anh chị em ở nhà. À, mẹ ở dưới quê Cà Mau ở với anh trai, còn em ở đây với em trai em. À, có nghĩa là nếu mai mốt mẹ lên tham gia chương trình là đi từ Cà Mau lên. Dạ. Mẹ ở không bao lâu rồi? À, ba mẹ ly dị 10 năm rồi. Rồi mình làm con cái mình cũng phải lo tìm đường cho mẹ mình trước nha. Rồi mẹ tấn bây giờ tôi hỏi. Dạ, Tấn rồi. Nè, bạn tham gia rồi còn ba bạn sao? Thì kỳ anh lên. Thì tôi hỏi mối dò vậy thôi mà. Hỏi sao anh biết à? À, hỏi thử coi ba bạn sao, nhà sao? Dạ ba em ở nhà thì cũng ở nhà thôi, nhưng mà thì em cũng muốn tìm cái mối cho trai em. Trời. Vậy là ba cũng đang hồng không chiếc bóng hả? Dạ. Rồi hợp lý luôn. Bữa nay là coi như gom gọn hai mối luôn. À, bây giờ hỏi thử nha. Ba bạn khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Ba em khoảng 55 anh. 55. À, mẹ em nhiêu tuổi? Dạ 54. Rồi hợp luôn. Rồi ok, đăng ký ba bạn tên gì nó luôn đi. Dạ ba em tên Minh. Minh Minh. Dạ. Mẹ bạn tên gì bạn? Dạ mẹ em tên Trần Tiết Liễu. À, tên Liễu. Rồi người tên Liễu tên Minh quý vị nhớ nha. Sẽ có một lần một người tên Liễu một người tên Minh ngồi đây nha. Mốt chương trình ghép đôi đó nha. Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Thật ra em thích một người bạn trai phải có tính trung thực, phải có sự rõ ràng, và đặc biệt là trong cuộc sống của người đó phải có xác định rõ mục tiêu mình sống như điều gì và ước muốn điều gì, mình sẽ làm được điều gì. Khi công việc ổn định rồi thì mình sẽ lo được cho gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Không có lễ phép và không biết chuyện. Cái thứ hai là không thành thật. Bạn có thành thật không? Thật ra. Thành thật. Có lễ phép không? Dạ lễ phép. Trung thủy không? Dạ trung thủy. Trung thực không? Trung thực. Ê, những điều gì mà bạn thích ở người con gái? Trước tiên cũng phải lễ phép, thứ hai là biết cách cư xử với người lớn, thứ ba là vui vẻ, biết là bắt chuyện. Tại vì em cũng tương đối là nói chung ở ngoài thì em chung hơi lạnh lùng nên là không có nhiều chuyện để nói, cho nên muốn bạn gái em thì cứ vui vui chút. Muốn bạn gái nhiều chuyện đúng không? Bạn có một kế hoạch vào cho tương lai giống như bạn gái yêu cầu bên kia không? Dạ có anh. Mục đích của bạn như thế nào? Em cũng muốn là tìm hiểu bạn gái em, xong rồi em sẽ về nhà bạn gái em chơi thì em sẽ thể hiện cái lễ phép và cái kính trọng. Thứ nhất là để cho người già của bạn gái em đánh giá em, xong rồi bạn gái em muốn gì nó cũng rõ ràng như vậy. À, có mục đích đàng hoàng không? Rất rõ bên ràng. Đây á là muốn, nếu mà có bạn gái thì muốn đến thăm gia đình của bạn gái. À, em thì lại thích người bạn trai là lễ phép. Thì dạ. Bây giờ nếu như bây giờ các anh bạn bên này là mình chịu rồi đó thì em có ý định dẫn bạn về thăm mẹ em ở dưới Cà Mau không? Tại tính em hơi kỹ tính, em phải tìm hiểu kỹ rồi mới dẫn về nhà. Mà nếu bạn nó đi là có dẫn ba đi theo nữa. Sẵn thăm gia đình luôn. À, nói đùa, bây giờ em có một cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình nữa không? Về ngoại hình đi. Không thích con trai miệng rộng. Cái gì? Miệng rộng hả? Tại sao? Miệng này nhỏ lắm. Quay cái miệng qua coi. Túm lại đi dưới đừng có cười to quá. Chúc hỏi, anh ơi em ở đâu vậy? Là em là Chúc nha không? Dạ. Dễ thương. Dạ. Nhớ đi thì nhớ dắt ba theo nha. Dạ. Về nói ba lập hồ sơ đăng ký bạn muốn hẹn hò luôn nha. Dạ. Đó, dạ. Nhớ nha. Dạ. Được á, chị thấy dễ thương đó. Dạ. Liều lát nói chuyện nhớ túm cái miệng lại chút. Dạ. Không dễ thương đó em. Sao? Bà thấy Cà Mau sao? Dạ, không xa. Không sao? Không, cho nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đi không? Xa quá có đi không? Đi nha, đi Cà Mau. Dạ. Nha. Dạ. Cà Mau có nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Dạ. Xin chào bạn. Dạ. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái duyên nó gần đến với bạn rồi đó. Dạ. Nha. Tôi nghĩ rằng hai người rất là hợp. Tôi hỏi bạn nè, bạn có thích đẹp trai không? Đẹp vừa thôi.
đẹp trai quá không phải của mình, của người khác. Thấy chưa, thấy chị Cát Tường thấy chưa? Đừng có đẹp trai quá nha. Đẹp trai như tôi là không được đâu. Trời ơi. Nói luôn. Thôi và bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trẻ có thể nhìn nhau. Nhìn giùm luôn cho cả ba mẹ của mình. Bạn màn thích đẹp gái không? Dạ thích. Thích đẹp gái hả? Dạ. Nhìn là thích đẹp gái không? Dạ. Đẹp gái đào hoa lắm nha. Đẹp gái không phải của mình đó. Vừa vừa thôi. Nhưng bạn ở đây đẹp thiệt. Phải tự tin lên chứ. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có điều gì muốn nói không? Dự sử như khi tìm hiểu xong cho bé về nhà em không? Dạ anh được à. Chưa bấm nút gì à. Về chi? Hỏi anh miệng có rộng không? Còn anh thấy miệng anh sao? Dạ bình thường à. Dạ. Ở khi mà đi chơi tụi em thích đi chơi những nơi nào? Nơi nào mà vui là cũng được, nhưng mình hạn chế đừng có đông người ha. À, đủ 2 người được. Dạ không ạ. Anh nghĩ sao với em à? Ờ, em dễ thương. Vui dạ tắm. Em cảm ơn anh. À. Anh ơi vậy anh có bấm nút không? Chút xíu nữa. Tại vì đó là bí mật của anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Vì sự anh em hẹn hò á, trong cuộc nói chuyện hai người á thì em không thích những cái gì ở bạn trai? Em không thích người trễ giờ. Cái thứ hai là khi hẹn hò thì biết xác định rõ địa điểm để mình đi. Em không thích phải kiếm chỗ. Cái thứ ba là trong quá trình mình nói chuyện thì em không thích một người mà nói chuyện quá nhanh hay là quá cứng nhắc hoặc là lãng mạn quá, em cũng không thích. Dạ. Em thích một người là làm việc gì là phải có sự rõ ràng là mình làm gì kế tiếp. Trước khi gặp nhau viết một cái sớ là bữa nay cũng làm gì cuối mà, cùng em không em thích hẹn hò ở đâu? Phải chọn địa điểm trước thì hỏi thử có thích ở đâu luôn cho để chọn trật à. Thì sẽ như trên phố thì em thích hẹn hò những nơi nào? À em thích những quán cà phê mình lịch sự. Có nhạc thì nhạc như thế nào? Em thích nhạc nhẹ hay nhạc dịch? Trong quán thì em thích nhạc nhẹ hay là nhạc em không thích nhạc nhẹ quá. Chung là trung bình. Dạ đúng rồi ạ. Giờ anh đồng ý. Mà dạ. trong ánh sáng hay trong bóng tối? Dạ ánh sáng à. Tôi lo cho em quá, tôi hỏi giùm đó. Hỏi gì hỏi nữa đi để anh hỏi đi. Hơi khó đó. Em có gì hỏi anh không? Anh đừng có rung. Làm gì rung dữ vậy? Em đâu có rung sao anh rung vậy? Anh không thích người mẫu của bạn gái mình sao? Thích như em là được rồi. Cảm ơn anh. Thôi hấp giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 Thôi ngủ đi. Ba má không biết có đang theo dõi không? 3 Rất là dễ thương, bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai kế bên? Nhìn không phải anh ấy dễ gần, có thể mình tin tưởng được à? Đúng. Còn em thấy sao? Bạn em dễ thương. Lại... Nắm tay nhau đi. Dạ. Nắm tay nhau đi. Sao, cảm nhận sao? Dạ nóng quá. Được không? Nhắm được không? Có truyền điện gì chưa? Có đúng không? Chúc mừng hai bạn. Dễ tự tin lắm thầy. Bây giờ là tự tin rồi đúng không? Bây giờ ngoài cái công việc thì chị thường làm gì nữa những lúc mình rảnh rỗi? Nói chung là thích xem bóng đá. Ngữ mình thích xem bóng đá. Trời ơi. Cái này hay anh Linh. Hồi xưa giờ đi coi bóng đá là chị đi coi với ai? Rủ không ai đi hết trơn. Rồi mời anh ngồi, chúc mừng năm mới nha. Dạ. Năm mới anh nhiều. Lộc. Đặc biệt là gặp duyên đầu năm. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Giang. Giang nghĩa là sông. Dạ đúng. Sông lớn hay sông nhỏ? Bố em đặt em là Bằng Giang. Là một sông, sông bằng á. Bằng phẳng hả? Dạ, bằng phẳng. Bao nhiêu tuổi ra anh? Em tuổi ông Thành tài nhỏ. 39. Dạ. Thần tài lớn 79. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À chào bạn. Bạn tên là gì? Bạn tự giới thiệu về mình. Chào Cát Tường. Và xin phép được chào anh Quyền Linh. Dạ chào bạn. Và tất cả mọi người. Mình tên là Phan Thị Ngọc Bích. Năm nay mình 39 tuổi. Vậy là bữa nay mình Tết mình may mắn quá, mình gặp ông thần tài, ba thần tài luôn. Trời ơi, bà các bạn ơi, mọi người có thấy 39 tuổi mà quá trẻ không? Hồi nãy là mình kêu bằng bạn, mình kêu bằng em luôn rồi đó. Bây giờ đổi lại kêu bằng chị. Chị da chị trắng mịn nha. Cười thì rất là duyên.
mặt áo đầm rực rỡ luôn. Trời ơi, khen chuyện đó, bên đây tôi khen nè. Coi trời ơi, nhìn anh đẹp trai quá rồi. Trời ơi, tóc nhìn nụ cười anh nó rạng rỡ như là thần tài luôn. Hồi nay tóc đẹp nha. Nhưng mà Tường nhìn chị quen lắm, hình như là chị có tham gia chương trình gì cũng đúng không? À, đúng rồi, đúng lý ra là mình không có tự tin để đến với chương trình. Vì mình nghĩ là mình cũng bình thường thôi. Nhờ mình đến với cái chương trình là Tự Tin Để Đẹp, cho nên mình mới biết là mình có nét đẹp, mình để tự tin đến đây. Bây giờ là tự tin rồi đúng không? Bây giờ ngoài cái công việc thì chị thường làm gì nữa những lúc mình rảnh rỗi? Nói chung là thích xem bóng đá. Ừ, mình thích xem bóng đá. Trời ơi, cái này hay anh Linh. Hồi xưa giờ chị coi bóng đá là chị đi coi với ai? Rủ không ai đi hết trơn á. Sao vậy? Có nhiều khi lén đi mình, không cho ai biết á. Bên đó nha, sở thích nha là đi coi đá bóng nè. Bên đây thích làm bánh nha, đúng không anh? Cũng có thể là chút chút, nếu như có yêu cầu. Anh biết làm bánh gì? Bánh bông lan. Bánh bông lan. Rồi sở thích vậy gì nữa? Cũng giống như bạn bên đó, là thể thao. Thể thao luôn? Dạ, và ngoài ra là ca hát. Thế loại nhạc gì? Em rất là thích nhạc trữ tình. Hát một bài nào đó nó ngọt ngào năm mới thì coi làm sao nè. Xin tặng anh Nguyễn Linh và Cát Tường cho mọi người một bài hát đứng lên ở quê miền Trung của mình. Bài hát được mang tên là Tình Em Xứ Quảng. Đứng lên biểu diễn là hoàng đúng rồi. Tết mình đứng lên biểu đi qua đi lại như nghệ sĩ luôn ha. Và bây giờ bắt đầu. Anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố hội. Sông Thu bồn con nước lững lờ trôi. Làng mối hồng suối tóc xõa ngang vai. Bờ mi công nhấp nhô thuyền cửa đại. Sóng giác dào vang vọng tiếng thông reo. Hay quá. Cảm ơn anh Linh nhiều. Hay quá ngồi anh, hay quá. Chị ơi, hôm nay chị đến với chương trình chị đi với ai vậy? Đi với chị ruột. Chị ruột của chị ngồi ở đâu? Dạ, chị ruột ngồi. À, chị ngồi dưới đó hả? Hèn chi hồi nãy á, mà anh bên đó hát là tự nhiên em thấy nó trời ơi, bên đây cũng hát hay lắm nè. Vậy thì em muốn nghe chị hát trước để mình đối đáp rồi với bên kia. Hôm nay thì mình cũng xin phép trình bày nhạc phẩm Vọng Cổ Ghê Xa. Xem phim giết anh diễn rồi, anh thường hay mong mơ nơi xứ anh đào nè. Cô nào mà xinh bằng em, anh cứ mơ hoài à. Làm sao đây anh ơi? Em một kimono mang như ghế xa, hay em mũ khăn lông trùm như ninja. Anh ơi mơ đâu xa người yêu anh ta. Có em rồi mà còn mơ ước, ước em rồi mà đòi ước thêm. Người yêu anh, anh có được em là anh có phước. Sao anh thần thờ giờ nơi đây đang đứng kế anh nè. Wow. Trời ơi, trời ơi, sao chị ơi, chị tin quá vậy chị. Trời, hồi đó giờ em chưa gặp chị em cứ tự tin, em tưởng là em là tin số 1 rồi. Bây giờ là nếu mà chị tin như vậy trời, chưa có gì tâm sự gì mà quá trời ơi, tin ghét quá trời. Tin đâu. Y như bánh bông lan anh ơi. Mẹ thích làm bánh bông lan đúng không? Để tóc đẹp lắm ha, mặc đồ đỏ như Linh nè. Trời ơi, chị dễ thương quá. Thấy hát xong qua phải nhìn liền luôn. Để hỏi chị của chị chút xíu coi. Dạ, em chào chị. Dạ chị thấy em gái mình dễ thương không, hồn nhiên không chị? Nó lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên vậy hết á. Bây giờ mà 39 tuổi rồi mà chưa có gia đình nữa là chị có nôn nóng không? Hồi đó thì sợ có gia đình sớm quá. Dạ. Rồi xong cái qua cái tuổi đó cái bắt đầu giờ thấy nó tới rồi mà không có ai hết trơn. Giống như nó lỡ một lỡ nghiệp rồi hả chị ha? Đâu có lỡ đâu, giờ 39 tuổi chưa có lỡ đâu chị. Chị ơi, chị thấy anh bên đó được không chị? Ngon ngon. Được được hả? Được hả? Anh có bà con gì theo không? Có hai người bạn thân của em. Đâu bạn đâu? Rồi chào anh tên gì? Tôi tên Sang, bạn học của bạn Giang. Lấy vợ sướng không anh? Sướng chút. Mà cực nhiều. Cực gì nhiều? Cực gì mà nhiều anh? Nhiều cái cực lắm. Mà giờ không kể nó không dám lấy. Trời ơi. Nay anh thấy chị gái của em bên đây dễ thương không anh? Đánh giá thì rất là dễ thương. Thấy hợp với bạn Giang của anh không? Để bạn Giang chút, bạn Giang trao đổi. Rồi, cảm ơn anh. Trước khi mà Tường qua bên kia, Tường nhìn mặt ảnh cho chị đó ha. Bây giờ chị thích cái người đàn ông chị là người như thế nào? Chân thật, giản dị, hơi hiền một chút, hơi dữ một chút. Gì vậy? Có nghĩa là hơi man một chút. Nhưng mà em thấy là chị coi đá bóng nó cũng man lắm rồi đó. Mà nó nghe nè, nhưng mà bằng tuổi chị chịu không? Không sao, miễn là hợp nhau là được rồi. Tôi không sao. Hai chị hợp lắm á hai. Phải không? Vậy để tôi coi mặt cái coi. Qua coi đi, qua coi rồi cái mẹ luôn. Tôi tôi lên. Mà chị không thích. Ngon lắm người... rồi, ăn bánh bông lan đi. Chị không thích cái gì á người đàn ông của chị? Ổng đừng có rầu. Tại sao không thích có rầu? Rầu thì nào? Bên đây lá ngò, cạo lá ngò. Có rầu
đây láng lứt luôn. Trời ơi, đời này sướng nè, cặp này sướng nè. Anh có muốn cái người mẫu lý tưởng là sao không? Cao, thấp, mập, lùn gì không? Em chỉ có cao 1m64. Cao quá thì chắc họ không chịu. Dạ. Cho nên là ở trong cái khoảng chấp nhận được, tức là khoảng chừng 1m56, 1m57 đến trở lên là được rồi, ngang tới mình là được. Nhưng mà đàn ông 39 tuổi là cũng lấy vợ được rồi đó anh. Dạ, cái đó còn phải tùy ở bên gia đình của bên. Bây giờ nếu như bên đây người ta chịu luôn là chừng nào anh cưới được? Khoảng chừng từ 3 đến 6 tháng. Từ 3 đến 6 tháng hiểu được là làm luôn đám cưới luôn. Đúng, chúng ta gặp nhau ta cưới đi. Trời ơi, ông Linh ông còn nôn nóng hơn cái người chơi nữa. Thôi cái mặt lên đi. Thấy có duyên à, là mình làm luôn nha, đám cưới luôn ha. Dạ em. Gia đình anh Giang đông người không? Nhà mình thì chỉ còn có mẹ, hai chị gái và một anh trai. Mình là Út. Hiện tại là mẹ với lại chị thứ ba đang sống ở Nha Trang. Mình với chị hai sống ở quận Tân Bình. Một anh thì lập gia đình ở Phan Thiết. Cho nên hỏi có phải vì cái công việc Bích vẫn chưa lập gia đình? Hầu như là quên. Quên? Quên hẳn nó đi. Thành ra bây giờ mới bừng tỉnh, mới xách nước dài chạy nè. Thì riêng Bích thì Bích nhận thấy anh Giang nhìn bề ngoài đẹp trai, được. Ok. Anh thì sao? Có một chút gì đó nó rộn ràng ha. sao động. Bích có sao động không? Tim đập dữ lắm. Tim đập lắm. Nhìn thẳng vô mắt nhau 5 giây coi có xét gì không. Rồi hết thời gian. Để mà đồng ý hẹn hò tập sẽ bấm nút. 1 2 3. Khoan, đứng sát đây ha, chị đứng sát cây mai đi. Sát cây mai nè. À, mình bấm nút rồi ha, chúc mừng anh chị ha. Bây giờ mình tạo hình trái tim. À, cong cái tay lên. Cong lên. Đó, chụp hình. Đẹp quá. Ngon lành luôn. Tết nay mình có niềm vui mới rồi ha. Cảm xúc của chị như thế nào? Tim đập rộn ràng ha. Anh chỉ có thể nắm tay nhau một cái để mình trao nhau cái cảm xúc đầu tiên đi. Anh thấy sao anh? Hình như có một chút xíu điện. Phải không anh? Em còn thiếu gì? Từ đó giờ toàn là má cắt tóc không hả? Dạ nhiều lần. Vậy đa số là má cắt nhiều. Ốm mà để đầu trọc lóc. Đến chương trình ai? Dạ đến người thợ cắt tóc đó. Đâu rồi đó, mình muốn coi cái người thợ cắt tóc của bạn. Dạ, mẹ em kìa. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Xuân Trường. Xuân Trường? Dạ. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay là 30 tuổi. 30, bạn làm nghề gì? Em là giáo viên. Giáo viên dạy về gì bạn? Em dạy piano. Hai xin mời bạn gái. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên là Trường Lâm. Trường Lâm, năm nay Lâm bao nhiêu tuổi? Dạ em 27. 27 tuổi? Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên văn phòng của công ty đầu tư địa ốc anh. À Trường Lâm. Dạ. Ở bên đây là Xuân Trường. Trường. À, dạ. Đúng với nhau dạ. Rất là hay ha. Tôi bây giờ thế này đi. Dạ. Ngày 8 tháng 3 mình hát một bài gì đó cho nó đó. Vui đi. Cái đề nghị này em cũng nghĩ là hơi bất ngờ. Em cũng chưa chuẩn bị sẵn cái bài vui. Không cần chuẩn bị, dạ. Nó bất ngờ thế nó mới hay. Dạ thì em sẽ hát một cái bài. Bài có tên là Tình Yêu Là Mãi Mãi. Dạ. Anh sẽ viết cho em bài thơ cuối cùng. Dù ngày mai có sống trong chờ mong, anh sẽ hát cho em bài ca đêm nay, một đêm thức dài đến mai sau. Và một ngày ta thương mến nhau, khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu. Vì cuộc tình như chiếc lá non, tình yêu sẽ hóa môi son. Bạn hát như vậy, bạn đà dạy đàn như vậy. Em biết anh chuẩn bị nói gì đó. Lâm ơi, bạn đặt cái tiêu chuẩn như thế nào về cái người bạn trai mà mình muốn tìm kiếm? Em chỉ cần một người là biết có trách nhiệm, chững chạc để có thể là đôi khi em gặp những khó khăn trong cuộc sống thì em có thể tìm đến để có thể giúp đỡ em về mặt cái tinh thần chẳng hạn. Vậy bạn có đặt nặng về vấn đề vật chất hay không? Dạ vật chất thì em không có đặt nặng, nhưng mà người đó phải lo làm ăn để có thể tự nuôi sống được bản thân của mình, chứ đừng có ỷ vào cha mẹ mình có của ăn của để rồi cứ thích thì làm, không thích thì nghỉ gì đó. Bạn cho rằng mình là người như thế nào? Em là người sống rất là tình cảm và lãng mạn.
À, lúc nãy em có nghe anh dạy piano thì thực ra em cũng rất là thích piano. À, cũng có bạn... một thời gian còn có học piano nhưng mà rồi lại bỏ thôi bởi vì không có điều kiện nữa mà theo được. Nghe bạn gái bên kia nói vậy bạn cảm nhận thế nào? Bị cái yêu cầu về người bạn trai như vậy có phù hợp với bạn chưa? Khá là phù hợp. Còn bạn có yêu cầu gì không? Đặc thù nghề nghiệp của em là nghiêng về nghệ thuật. Cho nên là nếu một người phụ nữ phải có một tí xíu về, về cách đối tiếp với nhiều tầng lớp trong xã hội. Nói vậy cho nó dễ hiểu một tí. Mà bạn về... ưu điểm gì? Em nghĩ là khá ổn về mọi thứ. Dạ. À. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là như là đôi khi hơi khó tính. Dạ. Khó quá thì chứ. Cái bạn quan niệm về chuyện tình yêu là như thế nào? Đối với em cái tình cảm thì nó có bốn từ T. Bốn từ T? Dạ. Bốn gì lắm. Bốn từ T là sao? Dạ, bốn gì lắm. Đang nói. Đó là tôn trọng, thành thật, tin tưởng và thẳng thắn. Hai bạn này hơi khó đó nha. Hơi khó đây nè, bởi vậy. Bây giờ tôi hỏi quê bạn ở đâu vậy bạn nữ? Dạ em quê gốc ở Khánh Hòa anh. Khánh Hòa, còn bạn nam? Cũng miền Trung là em Bình Định. Bình Định hả? Để tôi thấy hai người này hơi khó tính nên Linh nè. Chào anh. Chào bạn. Xinh gái quá. Có quyền khó tính. Bên đây sâu quá. Mà cũng khó tính. Gì kỳ vậy? Phải nhờ mình có quyền lại. Chứ mình chọn cái người bạn đời cho mình phải được quyền kén. Anh đâu không có hợp đâu. Ở đây xấu hơn em nhiều. Thế bây giờ xấu bạn có chịu không? Xấu mà có duyên là được chị. Bây giờ có không ưa cái gì á người bạn trai của mình không nè? Đừng có gầy, em không thích gầy. Gầy nhưng mà người ta có duyên. Hồi nãy rồi. Em nói là có duyên nhưng là được rồi. Gầy thì em dựa không được. Bên đây ốm nhách luôn. Gì gầy thì em dựa nó gầy là dựa không có được. Bỏ tay. Gì đâu vậy? Chào chị. Quắc. Dạ. Ủa mà sao để kiểu tóc ngộ vậy? Chắc có lẽ có nhiều người cũng giống em là má em cắt cho. Má cắt tóc? Dạ má em đang thiếu nhiều. Từ đó giờ toàn là má cắt tóc không hả? Dạ nhiều lần. Vậy đa hả? Số là má cắt nhiều. Ốm mà để đầu trọc lóc. Đến chương trình với ai? Dạ đến người thợ cắt tóc đó. Đâu đó, mình muốn coi cái người thợ cắt tóc của bạn. Dạ mẹ em kia. Ồ dạ chào cô. Cô có làm nghề cắt tóc không? Dạ không, mình là giảng viên đại học. Giảng viên đại học mà sao dạ. Cắt tóc đẹp quá vậy? Dạ không phải, hình như ảnh xấu đẹp. Mình cắt cho nó đẹp chứ không phải mình cắt đẹp. Mà bây giờ cô muốn có dâu lắm chưa cô? Dạ thưa, tôi đến đây là với cái niềm ao ước là con trai nó có một cái niềm vui lớn trong cuộc đời. Dạ. Như vậy là các tường hiểu. Dạ dạ cô ơi, dạ, cái cảm nhận đầu tiên của cô khi nhìn bạn gái của con ở đây thì cô thấy như thế nào ạ cô? Dạ chắc chắn là lời khen của mình cũng như những lần trước là cô bé rất là xinh xắn, rất dịu dàng. Còn cái phần còn lại là của hai bạn, vì mình thấy rằng là hai bạn dưới mắt mình rất là chững chạc. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ cái cảm nhận hai bạn sẽ gặp nhau thế nào chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Màn đâu kéo lên. Người ít tóc ốm nhất em xấu quá. Em nhớ anh thiếu mất một đoạn đó, cái đoạn qua kia anh xem trước đâu. Xem rồi ngủ vậy hả? Đây gì vậy đó, cười gì cười, cười gì cười, coi phía sau trước. Tưởng chọc lóc thiệt hả? Không, cái này tóc giả em ơi. Xấu quá. Cái này cắt có dạ. Uống nữa phải không? Chào em. Có uống nữa phải không? Dạ không. À, cái này là tóc từ nhỏ đến giờ đó bạn. Vậy á hả? Ồ, đặc biệt quá. Dạ bởi vậy cho nên là mẹ hiểu ý là cắt mới được. Dạ. À, trước tiên là em có món quà tặng cho anh. Ồ, để anh tặng trước đi cho nó đúng. Dạ. Đúng, đúng rồi, hôm nay 8 tháng 3 đó bạn. Dạ là quen đúng không? Dạ, rồi, em cảm ơn em. Anh. À, đây là món quà em tặng cho anh. Món quà này là tự tay em làm. Rồi. Em có đem theo hai cái bút. Trên này thì trái tim màu trắng, thì trong này sẽ cũng sẽ có một trái tim màu trắng. Và em hy vọng là mình chỉ có thể sử dụng cái bút màu hồng này, đừng nên sử dụng cái bút màu xanh. À, dạ. Nó trùng màu với bấm nút hay sao? Dạ, tức là ở trong này cũng có một trái tim, nó chỉ là màu trắng. Ừ. Em hy vọng là sau chương trình này thì chị mình có thể tô trái tim nó thành màu hồng. À. Rất là ý nghĩa và rất là sâu sắc. Rồi, mời hai bạn ngồi. Bạn cảm nhận chàng trai thế nào? Hơn sức tưởng tượng của em. Từ chiều hướng tốt hay xấu em? Tốt đi. Nãy anh nói sao tưởng tượng sao? Em chỉ tưởng tượng là một thầy giáo thì chỉnh chu. Dạ. Rồi cảm nhận của bạn trai đối với bạn gái như thế nào? Bạn nữ rất là dịu dàng, nữ tính. Nhưng mà em nghĩ là lúc mà em bày tỏ những suy nghĩ của em thì chắc em cũng rất là quyết liệt đúng không?
Dạ chính xác. Bởi vì em cũng thích sự thẳng thắn trong đó. Mình thích hay không thích thì mình cứ nói ra với nhau, chứ đừng có để phải đoán nhau thì nó mệt lắm. Mà nhiều khi đoán không trúng nữa thì nó lại đi theo hướng khác. Bây giờ nếu mà đọc ý hẹn hò nè, bây giờ hai đứa hẹn hò ở đâu nè? Yên tâm về tình trạng hiện tại. Có mẹ ngồi dưới làm chứng. Thấy mẹ chịu rồi, còn được thì bao giờ kết hôn? Hỏi là có mẹ đây đang hỏi luôn. Em thấy cái hình như ai cũng nói là gỡ một năm là vừa. Còn, một năm phải không? Dạ, sau đó cái gì đó mình có thể rút lấy ngắn gì đó. Bây giờ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Dạ. Rồi, chúng ta hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Cặp rất là xứng đôi đúng không? Rất là xứng đôi. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Em cũng biết cảm giác như thế nào nữa. Cho em xin phép một phút được không ạ? Về cái món quà hồi nãy em. Rồi, dạ. Đồng ý. Anh có thể mở. Anh mở quà đi, ta tặng quà anh không mở. Lấy hai cái viết anh tô vô. Cái này có hai mặt. Em với anh đều đồng ý thì em nghĩ là em tô một mặt và anh sẽ tô một mặt. Anh lo cười không, anh không có hiểu cái điều người ta gửi gắm. Người ta gửi gắm cái gì không, không có hiểu gì hết trơn trời. Ý tô hai mặt là cậu nói anh hai mặt đó. Dạ không, một màu là một mặt. Dạ. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ anh tập trung vào chuyên môn, đừng cười nè, giờ nắm tay nè. Dạ. Hỏi nắm tay nắm sao nữa đi. Con mẹ ngồi dưới kìa, ôm hung ghế cho mẹ vui cái coi. Rồi nắm tay đi. Nắm tay đi. Em nắm tay rồi. Rồi, chúng ta sẽ quay số. Châu Âu. Một anh nữa ngoài Hà Nội và một anh nữa thì ở trong Sài Gòn này rồi. Và các anh chị thì đều lập gia đình và đều phải có cái trách nhiệm với cả gia đình nhỏ của mình. Và anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ. Đấy. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Gia đình em có hai người, em là đầu và em trai kém 3 tuổi đã lập gia đình. Thì hiện tại em đang làm việc ở Hà Nội cùng với bố mẹ ở đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An á. Thì em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Lý do là thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm, về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được, nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây, cũng như là cái tính cách của em á. Tính cách của em khi em trở về Hà Nội làm việc thì có rất nhiều người nhận xét là tại sao Loan có thể nói với khách hàng như thế, tại sao em lại chia sẻ những điều như thế. Và có nhiều người còn nói là trông em khá là Tây, thì thực sự là tính cách của em khá là hướng ngoại và có ít nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về mặt suy nghĩ, muốn là làm hoặc là sẽ không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Thì em cảm thấy mình, em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn ạ. Từng ngày, những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về Đà Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội? Vâng, bố mẹ đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An. Quê Quỳnh Lưu là quê của Công Vinh ấy. Dạ đúng rồi. Tại vì là Khánh Chi em, Công Vinh là học dưới anh 3 lớp. Vâng, Đại học Văn hóa Hà Nội. Đúng rồi, dạ. Ở học Đại học Văn hóa Hà Nội. Em có biết gì về Hà Nam không? Em biết, quê hương của Nam Cao có món cá chấm kho tộ rất là ngon. Chuối ngự làng Vũ Đại. Vâng. Và cá kho cũng là làng Vũ Đại, đấy là những món mà tiến vua ngày xưa. Nhà anh thì không có gần chỗ đó, nhưng nhà anh thì bây giờ là đang gần một cái ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới. Dạ. Rồi chàng trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu đi nào. Xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay. Xin chào hai MC và các quý vị khán giả. Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện đang làm việc ở một công ty về thực phẩm. Em làm ở đâu? Em làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ em đang cư ngụ ở đâu? Tức là mình ở em sống ở Tân Phú. Ở Tân Phú và làm việc ở quận 3. Rồi bạn nam có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ. Thế là thuộc lý lịch rồi nhá. Dạ vâng. Rồi mình giới thiệu cho mình kia nghe luôn đi em. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở tại Hà Nam và khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội. Em ở Hà Nam làm việc tại Hà Nội. Dạ vâng. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi.
Ồ, vâng. Nguyên hệ thống cắt tóc luôn. Dạ vâng ạ. 10 năm rồi. Dạ vâng. Giỏi nha. Ồ, tức là bạn 87 là bạn nhiêu tuổi thôi? Giờ tôi hết cộng trừ nhân chia được rồi. Ba mấy á? Nếu mà tính năm nay thì chắc là 34 ạ. 34. Vâng. À, năm nay là nó 2021 rồi đó. Vâng. 34. Mình vâng. Là bao nhiêu hả cưng? 29 ạ, em là sinh năm 92. 29, 34 lên ơi. 29, 34. Ừ. Sao? Rồi. Rồi. À, đây là lần thứ tư chương trình gửi 10 lời tham gia cho em. Ừ. À, năm 2017 thì chương trình có mời em đi 3 lần nhưng lúc đó thì em chuyển công tác vào Hà Nội sống. Dạ. Yeah. Và em mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh được nửa năm nay. Em có 3 năm đầu tiên sống tại Sài Gòn và sau đó em chuyển ra Hà Nội làm việc 3 năm và em mới trở lại đây. Có nghĩa là chương trình mời em đăng ký chứ đúng không? Dạ vâng. Và đây là lần thứ 3 rồi. Thứ tư. Ồ. 3 lần trước thì không có tham gia. Ồ, vậy là định mệnh rồi. Vậy là duyên đấy. Định mệnh. Không phải là duyên luôn, Linh ơi, định mệnh luôn. Định mệnh luôn. Ừ, còn bạn Nam thì sao? Có phải là lần thứ tư không? Em thì là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình. Tại vì là mình cũng đến tuổi lập gia đình. Xong là cứ xem cái chương trình trên YouTube thấy hay quá. Mình bảo là thôi, có khi là mình đăng ký để tham gia chương trình. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em, em là một người rất là năng động và nhiều năng lượng, luôn tìm tòi sự mới mẻ và mình làm cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn đấy. Còn về nhược điểm thì em khá là tập trung cho công việc, tức là trong một cái ngày làm việc thì gần như em sẽ ít nhắn tin cho những cái mối quan hệ riêng. Và khi làm việc thì em sẽ làm cho xong thì em mới để ý những chuyện khác. Tức là em tập trung cao độ vào cái việc mình đang làm. Ưu tiên, em nhiều khi có thể bị phân tâm nhưng em sẽ ưu tiên cho nó trước. Và khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ cáu gắt với người khác. Đó là cái nhược điểm đó đúng không? Vâng, và nhiều khi trong công việc thì em cứ kỳ vọng là mọi thứ diễn ra theo ý mình. Nên nếu mà có điều gì đấy mà xảy ra không đúng thì em dễ thể hiện cái sự nóng nảy. Vâng. Còn một điểm nữa là cái liên quan đến sở thích của em thì có thể một số người sẽ nghĩ là đấy là điểm yếu. Đó là em là một người thích du lịch bụi. Đi phượt đó phải không? Vâng. Em đi khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam với xe máy một mình và đi sang Campuchia. Và tức là cái sở thích của em là được đi tới nhiều nơi và khám phá. Em dám đi phượt mà một mình á. Vâng, và em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn bằng xe máy 3 lần rồi. 3 lần luôn. Wow, bạn này cá tính quá. Đi xe máy một mình luôn mà đi từ Sài Gòn Hà Nội rồi Hà Nội Sài Gòn là cứ như vậy mà 3 lần rồi. Vâng, 2014, 2017 và 2020. Wow. Bạn có điểm yếu gì không? Có nói rồi đó. Cái điểm đó gì? Thì điểm yếu của em là em có một số cái không tự tin thì em nó có thể là mất năng lượng của em á. Tức là đôi khi người ta em bị mất năng lượng chỉ vì một hai lý do thì đấy rất là dễ. Nếu mà người khác ta gọi là tụt mút đó phải không? Vâng. Em dễ tụt mút đúng không? Nếu mà người khác nắm được điểm yếu đấy của em thì có thể là họ sẽ làm cho em không còn sức chiến đấu nữa. Rồi, mời nhà trai. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Em có một cái ưu điểm nó đặc biệt hơn cả mọi người. Nó là một cái sở trường. Từ ngày em là sinh viên. Anh nói em lớn hơn chút được không ạ? Ok bạn. Từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất đặc biệt là em viết kịch bản game show. Và có một cái kịch bản game show của em rất là hot. Và cái thời điểm đấy thì mình hãy còn ít tuổi quá. Kinh nghiệm về truyền hình hoặc là luật pháp thì mình không có biết nhiều. Nên là cái kịch bản của mình đưa nhiều các công ty truyền thông quá và cái chương trình của mình nó bị ăn cắp bản quyền. Và cái đấy là cái điểm mà cũng là một bài học cho em rất là nhiều trong cuộc sống. Từ viết game show từ những năm trước rồi ha? Dạ vâng, cách đây phải đến 14-15 năm về trước. Đó là ưu điểm là thiên về nghệ thuật rồi đó. Dạ vâng ạ, em học quản lý văn hóa nghệ thuật của Đại học Văn hóa Hà Nội. Có nghĩa là em học cũng về nghệ thuật nhưng bên em học là để có thể là quản lý chứ không phải học để biểu diễn. Rồi, anh hiểu rồi, học quản lý văn hóa nghệ thuật. Dạ vâng. Nhưng mà bạn viết rồi cái đó của bạn bị người ta lấy mất hả? Chương trình đó được phát sóng trên truyền hình và mình biết là hóa ra là cái chương trình này của mình đã bị ăn cắp bản quyền ạ. Vâng ạ. Rồi cái thời đó thì bản quyền nó cũng chưa có chặt chẽ lắm.
Bây giờ thì chặt chẽ rồi. Dạ vâng. Thôi, đó là ưu điểm của em là tham gia nghệ thuật nè, viết nghệ thuật từ rất sớm nè. Những người làm nghệ thuật thì rất là nhạy cảm, rất là năng động ha, cũng đầy những cái sáng tạo. Vâng. Rồi em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng có. Tại vì là ví dụ như là người ngoài Bắc thì người ta nói là con trai thì hơi gia trưởng, hoặc là có những người gia trưởng quá thì em là trong cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính. Có nghĩa người ta nghĩ kỹ tính là gia trưởng. Đấy, ví dụ như là em cần cái gì cũng trong nhà cũng gọn gàng sạch sẽ. Và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để giống mình. Với cái nghề của em phải chỉnh chu ha. Vâng. Cái nghề tóc là phải chỉnh chu, phải kỹ càng, phải gọn ghẽ, sạch sẽ. Rồi là đảm bảo vệ sinh môi trường nữa. Vâng. Rồi, em có mấy mối tình rồi em trai? Em là tình trường có 3 mối tình chính thức, còn những cái mối tình kia thì nó là thoáng qua thì không có. 3 mối tình chính thức. Vâng. Mối tình dài nhất là bao lâu? Kéo dài tầm gần 2 năm ạ. 2 năm, mối tình thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Là mối tình thời sinh viên có 6 tháng ạ. Sau những mối tình đó thì mình thấy mình thiếu sót gì trong những cái lần chia tay đó, mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán. Không quyết đoán. Vâng. Có nghĩa là lúc đấy mình còn đắn đo. Okay, lúc đấy thì tuổi mình cũng vẫn còn trẻ. Rồi. Vâng. Coi như tính thiếu quyết đoán trong tình yêu. Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Thì không vậy. Trời ơi. Lý do là em tập trung vào công việc và trước đây em còn đi dạy nữa. Em là gia sư toán cho các bạn học sinh suốt 10 năm. Lớp mấy? Toán lớp mấy cưng? Từ lớp 5 cho đến lớp 12. Ồ, vậy đó. Nhưng mà lúc em nửa năm trở lại đây thì em cũng quyết định là em bỏ không làm nữa để dành thời gian cho mình thoải mái hơn. Và thời gian rảnh thì em thích đi du lịch bụi và thực sự là có những lúc em chỉ muốn mình đi một mình để mình tự trải nghiệm cho sâu á, và em không có nhu cầu có bạn trai. Lý do tiếp theo là em có một số cái quan điểm về tình yêu nó hạn chế cái điều đó. Cũng em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy. Và cũng có khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là em khi mà yêu nhau á, em rất là sợ cái người, một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Thì em cảm thấy nếu mà chưa hiểu nhau hoặc là không muốn, có nghĩa là ví dụ như thế này là lúc mà em học sinh viên ở Hà Nội thì có những anh thích em nhưng mà em đều từ chối hết, tức là em không có muốn có một tình yêu nào ở đấy cả, vì em nghĩ là sau này em sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp thì không muốn một ai phải đau khổ hết, phải vương vấn, phải tổn thương về cái việc đó. Mặc dù có thể trong lòng em quý người ta rất nhiều nhưng mà em rất sợ cái nỗi đau từ tình yêu gây ra. Rồi em có 3 cái tiêu chí về một người bạn trai. Tiêu chí đầu tiên đấy là cái ý chí và cái nghị lực vươn lên của người đàn ông đấy. Thứ hai là cái sự chủ động của họ trong mối quan hệ với người nữ. Và thứ ba đấy là sự chân thành, có nghĩa là khi yêu nhau thì phải tôn trọng chứ không phải vu vơ hay là vì khỏa lấp cái thời gian tẻ nhạt của mình mà yêu. Chị hiểu rồi. Mà chị hỏi nè, em nói em không có nhu cầu có bạn trai. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia bạn muốn hẹn hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi. Nghe. Đâu để chị gặp. Chào chị. Chào em. Trời ơi. Em quen ấy ha. Em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng 2-3 lần. Có chương trình Xuân Phát Tài. Đó, đúng rồi. Vâng, em đó. Cũng làm tóc cho các nghệ sĩ ở trong đó. Đúng rồi, đó, bởi vì chị nói chị nhìn em là chị thấy quen quen. Vâng. Mà em thấy cái bạn bên đây nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Vâng. Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Đó, nhưng mà có thể em đây là một cái chất xúc tác để em có thể viết được những cái kịch bản hoặc là những cái idea mới. Vâng. Chị cảm giác như vậy. Bạn trai có thích du lịch giống như bạn gái bên kia không? Em thì có sở thích là du lịch, mua sắm và ẩm thực. Đấy là những cái chính ngoài việc xem phim giải trí bình thường. Đó, cũng thích du lịch nữa. Thích đó. Du lịch nhưng em không có du lịch phượt như vậy. Mà
em đến một cái địa điểm nào đó thì mình đi bằng cái phương tiện như là máy bay hay là dùng tàu hỏa các thứ đến địa điểm đấy. Sau đó thì mình ở cái địa danh đấy, mình thuê xe máy, mình bắt đầu mới đi phượt. Bắt đầu mới đi. Đấy. Nó là em an toàn. Có nghĩa là em muốn an toàn cho bản thân và những người đi xung quanh của mình. Và vẫn khám phá được cũng tất tốt. Cả. Vâng. Thế em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn một người bạn gái là thứ nhất là họ biết đối nhân xử thế. Thứ nhất là đối nhân xử thế giữa trong gia đình, giữa chồng với cả những người nhà của gia đình chồng. Và đối nhân xử thế với xã hội. Ví dụ như là bạn bè mình đến chơi, nhiều khi là bạn anh Đinh đến chơi mà vợ mà cứ càu nhàu, khó tính thì mất bạn, đúng không? Đấy, thì cần phải biết đối nhân xử thế. Có thể là trước mặt thì vẫn vui vẻ về nhà góp ý với chồng sau. Và em thấy đúng không? Vâng. Rồi, gì nữa? Như bạn ấy yêu cầu về em thì em thấy là những cái yêu cầu đó thì em có thể đáp ứng được. Đó là về tính cách đúng không? Vâng. Bây giờ ngoại hình thì em muốn sao? Ngoại hình thì em muốn một người phụ nữ ưa nhìn, làm sao tương đồng với cả bản thân em. Chiều cao và ngoại hình. Học thức cũng vậy. Rồi, để anh Quan xem coi. Cái yêu cầu của em có giống giống như đây không nhé? À, cho tôi xem mắt đàn gái cho nào. Em chào anh Linh. Ôi, chào em gái. Dễ thương, xinh. Cao, bây giờ dáng, nghe câu dáng như em. Người mẫu ấy, ông Linh ạ. Đấy. Có vẻ thế này là nãy giờ anh thấy em là một người quá cầu toàn. Cũng như là một con người gọi là quá thận trọng. Thành ra không tìm được người yêu cho mình. Hoặc là em không cần tìm người yêu để cho khỏi có những cái gì đau khổ về sau. Quá cầu toàn ha. Dạ. Đúng không? Chứ không phải là khó tính lắm. Không khó tính. Không. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái đầu tiên mà anh Nam vừa nói thì em dư sức. Tại vì em là một người cực kỳ thân thiện và rất cởi mở. Bạn em từ người già đến trẻ con và từ những em bé bị tật nguyền ở Tây Bắc hay là ở bất kỳ đâu em đều tiếp xúc và đều yêu thương họ. Và cái lý do mà em đi du lịch một mình như vậy á là vì trước đây khi là học sinh thì em chỉ biết sách vở thôi, vì em nghĩ đấy là cái con đường duy nhất để mình thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Thì em nhận thấy là kiến thức về cuộc sống của mình quá thiếu và em muốn tự đi để tự cảm nhận những gì mình đã đọc, mình đã nghe, những gì người khác nói. Và khi em đi một mình á thì em mới tương tác được với mọi người nhiều. Khi em đi cùng một bạn trai hay một bạn gái nào đó thì em quá bận bịu với họ thì em không tiếp xúc được với người khác. Và trong cái hành trình đó có rất nhiều lúc cảm thấy cô đơn, có những lúc khóc và cảm thấy mình không hiểu mình đang làm gì cái gì cả. Nhưng mà em sau cùng thì em thấy là khi mà em cảm thấy là yêu cái đất nước của mình, yêu con người của mình và gặp ai em cũng có thể hiểu được. Đó là lý do em có thể sống từ Bắc vào Nam hay bất kỳ đâu. Cái coi như bây giờ là bạn đã có rất nhiều những vốn sống qua những cái chuyến mà đi du lịch một mình như vậy. Thế thì bây giờ nhìn bạn này á, cái dáng bạn như là người mẫu đấy. Em cao 1m bao nhiêu vậy? 1m69,75cm. 1m69 tức là 70 rồi. Tức là 1m70 rồi đó. Tốt rồi đấy. Em muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Về đầu tiên về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm lòng với tất cả mọi người, không có ích kỷ. Nãy anh Nam nói như thế thì em nghĩ anh ấy ok cái này. Một người có ý chí cầu tiến và hai cái điều còn lại như em nói đó là phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ và phải có gì? Sự chủ động nhất định với chủ động đó, cái điều mà ông chủ động, cái điều mà ông luôn luôn ông khuyến khích các bạn nam đó. Đôi khi như thế này, có những bạn nam họ có thể thích một cô gái nào đó hoặc là thấy cô xinh quá nhưng họ rất là ngại việc nói là ôi hôm nay em xinh thế, thì em không muốn một người đàn ông quá nhút nhát hay quá kiệm lời. Và một người chân thành ở đây có nghĩa là nếu trong quá trình tìm hiểu nhau hay sống cùng nhau, nếu mà không yêu thương nhau nữa thì hãy chủ động nói ra và đừng làm một cái điều gì đằng sau khiến cho cái người nữ hay là người bạn đời của mình cảm thấy bị đau khổ hay là bị cảm thấy là bị tổn thương ấy. Nãy giờ em nói những điều đó thì anh thấy chàng trai bên đây có đó, anh ấy là một người nhạy cảm, một người cũng gần như là làm quen với giới nghệ thuật rất là nhiều. Anh ấy giao tiếp tốt nè, chủ động nè, rồi cũng lịch thiệp nè ha. Nói chung con người cầu tiến và có gọi là khả năng phát triển kinh tế rất là tốt. Anh nghĩ đây là một người đàn ông của gia đình và một người đàn ông của xã hội luôn đấy. Em rất ấn tượng vì anh có vẻ như là có một chút cái khả năng về nghệ thuật. Đúng em rồi. Rất thích cái điều đó. Thôi bây giờ ta hỏi ý kiến người thân, sau đó thì mình sẽ ra hai bạn. Các bạn gặp nhau đi. Em đi với ai vậy? Em đi với cậu ruột của em, anh trai và bạn. Xin mời cậu. Nhà gái ạ. Rồi xin mời cậu xin mời đại diện nhà gái cầm video đi anh.
anh cứ alo đi, alo đi. Alo, alo. Alo. Rồi. Vâng, xin anh chào anh. Anh cứ ngồi tự nhiên ạ. Vâng, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị trong trường quay hôm nay. Tôi là Trần Văn Sự, là cậu ruột của cháu Loan. Thì vì bố mẹ cháu ở xa không có tham dự được nên tôi hôm nay đại diện để đến cổ vũ cho cháu. Thì qua phần trình bày trong phần giao lưu giới thiệu, chia sẻ cũng như dẫn dắt của anh chị MC thì tôi thấy giữa bạn Tiến Đạt và Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận, có những cái đam mê cuộc sống rồi những cái gì đó có thể là bù đắp cho nhau hoặc là có những cái gì để hỗ trợ nhau. Thì hy vọng là các bạn có thể sau khi mở rào để xác nhận với nhau một lần nữa trước khi bấm nút để cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn. Đây mới chỉ là cái giai đoạn gọi là khởi động thôi, để còn phải tìm hiểu và dẫn dắt nhau để làm sao có thể là một nửa của nhau dẫn dắt nhau đến bờ hạnh phúc. Thì theo ý kiến của cậu ấy, nhìn nhận ấy, thì bạn Tiến Đạt là một những người đàn ông rất là chững chạc, mình rất là nhận xét như vậy, có cái sự điềm đạm trong của một người đàn ông. Thì cũng xin chia sẻ thêm, thì lúc nãy thì Loan có nói là chia sẻ là đã đi du lịch một mình từ lâu. Loan thì xuất thân từ vùng nông thôn, sinh trưởng trong gia đình cũng là nông dân thôi, thì cái điều kiện mà tiếp xúc với bên ngoài rất là hạn chế. Nhưng mà khi mà cháu tốt nghiệp đại học thì có một sự đột biến thay đổi hẳn. Và cháu là một con người rất là cá tính, có thể nói là hơi ngang bướng một chút xíu. Chia sẻ với Tiến Đạt như vậy, ngang bướng. Điều đó thể như thế nào? Lúc nãy cháu nói là đi phượt một mình bằng xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Cháu giấu gia đình không ai biết hết. Khi mà gia đình biết thì cũng rất là lo lắng. Không biết là nó đi như thế thì vấn đề an toàn rồi là các cái vấn đề xảy ra dọc đường như thế nào. Thì bản thân tôi thì khi biết được cháu đi như thế thì tôi cũng không có ý là gì mà rất là động viên cháu. Hãy đi. Đi rồi sẽ thấy vất vả, khó khăn, mình vượt qua. Khi mình đã đến rồi thì mình sẽ tận hưởng những cái gì thành quả mình đã đạt được. Và xin chia sẻ thêm là không những chỉ là Loan đã đi xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh mà em trai của Loan đi xe đạp từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh luôn. Đó là cái bản lĩnh, cái chia sẻ là cái cảm hứng của người chị đã lan tỏa cho những người khác. Và việc Loan đi như vậy không phải là để đi chơi nó một cách vô bổ, là để khám phá về đất nước Việt Nam như Loan lúc nãy nói, rồi là đi giúp đỡ những người khó khăn, rồi những hoàn cảnh như thế nào. Và đó là lý do Loan đã hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Đó là một hành động rất đáng quý của người trẻ. Và gần đây nhất thì Loan đã đăng ký với bệnh viện Chợ Rẫy để hiến tạng. Tôi rất là trân trọng và luôn khích lệ cháu, và đó là cái điều tự hào của cháu đối với tôi. Thì không biết bạn Đạt khi nghe chúng tôi chia sẻ như vậy thì có cái cảm nhận như thế nào về một người phụ nữ mà có những cái tính nó hơi ngang và có những cái tấm lòng cũng như là cái tinh thần đối với trách nhiệm xã hội. Thì ngoài cái việc gia đình chăm sóc, lúc nãy thì là Đạt nói là muốn quan tâm, muốn có một người phụ nữ để mà lo lắng gia đình như vậy, nhưng mà đối với Loan thì ngoài việc gia đình ra thì có thể nói là về mặt xã hội cũng rất là năng động hoạt bát. Bởi vì nói về gia đình ấy, thì phong cách của con người Nghệ An là tinh thần gia đình hiếu đạo với bố mẹ cũng rất là tốt. Thì tôi hy vọng là sau khi các bạn dỡ rào tìm hiểu nhau sách lần nữa thì đó là cơ hội để làm sao mong cho hai cháu được đến bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Em đi với cả rất nhiều người thân, có chị con bác ruột này, có em con dì ruột, và rất là nhiều các, ví dụ như là cháu, có cả cháu gọi bằng ông nhưng lại bị nhỏ quá thì không được vào chương trình đấy. Thì có cả một cậu em làm chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của khoa quản lý văn hóa, là những đời sau, ngày xưa là em đời đầu, là những cái bậc tiền bối của các bạn, thì hôm nay cũng đến để động viên tinh thần cho em, tại vì là bị ế quá lâu rồi nên mọi người cũng mong là anh sớm lập gia đình. Rồi. Mời đại diện gia đình nhà trai. Em xin được chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và cùng toàn bộ tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như là quý vị khán giả đang có mặt trên trước màn ảnh. Em tên là Dương và em có biết anh Đạt qua câu lạc bộ sinh viên tình nguyện,
và anh em quen nhau thì có một cái sở thích, đó là gần như là không một cái chương trình nào tình nguyện hay là hỗ trợ cho các bạn ở trường thì anh Đạt không có mặt. Đó, cái đấy là cái mà em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau, đều có một tình yêu thương con người. Và cái thứ hai nữa thì về nhận xét qua về tính cách của anh Tiến Đạt thì như những gì mà chị Loan mong muốn về một người đàn ông, về một con trai thì anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời của sinh viên rồi cho đến bây giờ, là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng cho các em ở trường hiện tại noi theo, và cũng như là có một cái sự chân thành. Đó. Cái tiếp theo là về cái sự chủ động thì chị cũng biết rồi, tại vì anh làm nghệ thuật nên là rất là tự tin và rất là mối quan hệ cũng như là xã giao rất là tốt, giao tiếp rất là tốt. Đó, về cả ba cái đấy thì đều ok. Còn về chị Loan thì em có thấy là chị là một người cũng rất là cá tính, rất là có ý chí cũng như là có một cái kiến thức về xã hội cũng như là trong mọi mặt rất là tốt, rất là sâu. Em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt từ sớm bởi vì em đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Sao Đạt, cảm ơn trai. Đạt rất là cảm động luôn đó. Khóc luôn đó. Mình không bảo hả? Là mình đây khóc luôn đấy. Hiện nay thì cảm xúc của Đạt như thế nào? Sao vậy, hạnh phúc quá đúng không? Đúng thấy rồi. Gia đình hỗ trợ động viên mình nhiều đúng không em? Tại vì là em rất bất ngờ, tại vì là khi mà mời mọi người đến để cổ vũ cho em, mọi người rất nhiệt tình đến. Mà nghe Dương trình bày thì em rất xúc động. Tức là mọi người quý mình đúng không? Rất là thương mình, quý mình. Hôm nay mới là mình nghe được những cái lời rất là thật, mà những cái lời chưa bao giờ mình được nghe đúng không? Hôm nay cả hai gia đình đó, nên thấy rằng cậu của Loan cũng rất là tự hào về cháu của mình. Và Loan cũng là một con người cũng rất là tốt, làm tròn trách nhiệm của gia đình cùng với xã hội. Ở đây Đạt cũng là như thế, bạn của Đạt cũng tự hào về con người của Đạt như thế. Một trong một cái câu chuyện mà chúng ta cũng cảm động về cái tình con người với nhau. Và thấy rằng hai bạn rất xứng đáng được mọi người cho một tràng pháo tay. Nào, bây giờ ta hãy ngăn ngòi dòng nước mắt cảm động lại. Chúng ta hãy gặp nhau, có thể để cảm nhận tiếp, biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao. Ừ, đúng rồi. Nào, chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn Loan nhìn cũng được, cũng mà Đạt em khá là run. Không có run. Hơi bình tĩnh. Nãy mở cho lúc Đạt đang khóc đó để Loan nhìn thấy thấy thương lắm. Ủa, anh ấy đã khóc hả? Cô kia là có cá tính đó nha, anh khóc đấy. Trời. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Em tặng quà. Đã cao còn mang guốc cao nữa thành ra quá cao. Em tặng anh cây xương rồng, ý nghĩa của nó là cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng những cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ, nó có gai nhưng nó có hoa. Và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Và okay. Em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này. Em cảm ơn. Rồi mình mở cái quà của Đạt ra luôn đi. Quà của anh gửi tặng em đấy là một bộ chăm sóc tóc, tại vì là anh có cái tiệm tóc, vì vậy là cái sản phẩm nó rất là ý nghĩa với công việc của anh. Yeah. Em có thể mở nó ra. Em mở ra đi. Wow. Tất cả những cái sản phẩm này cộng cả cái lược massage này thì em mỗi lần là gội đầu xong dùng lược massage thì sẽ thấy sảng khoái. Okay. Bộ sản phẩm cũng rất là tốt, hàng sách công ty nhập khẩu chuẩn luôn. Đấy, em yên tâm tại vì là sản phẩm chỉ bán tại salon. Nên là em tìm bên ngoài cũng không có đâu. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều, em rất thích. Màu đỏ cũng là màu em thích nữa. Okay. Yeah. Rồi, đấy thôi. Mình để củ nám ở đây nè. Rồi, đó. Giờ hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau đi. Nào, Loan quay mặt qua đây. Hãy đối diện em với khá là run, thực sự là em rất có kinh nghiệm trước đám đông nhưng mà hôm nay em cảm thấy là không có
mình bị run nhiều quá. Cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em thì trước đây em học ở Hà Nội, em học ngoại thương Hà Nội, tức là ngành kinh tế. Thì sau đó em vào đây làm việc 3 năm. Từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi. 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi. Và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng và định hướng của em sẽ là ở Sài Gòn. Thì anh có cái công việc của anh á, ở Hà Nội thì anh có thể chia sẻ một chút được với anh. Em đang muốn hỏi anh là nếu mà anh chuyển công tác vào Sài Gòn thì điều đó có trở ngại gì cho anh không? Thực ra ấy, thì anh đi vào Nam ra Bắc rất là nhiều. Và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Anh vào trong Nam này thì bạn bè khi mà đi vui chơi các thứ này kia thì thấy vui thôi, chứ còn để mà cuộc sống, anh muốn là cuộc sống ở ngoài Hà Nội, tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 năm rồi, và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình, và nó cũng thấy cuộc sống nó chậm rãi và dễ sống hơn ở trong Nam. Anh thấy cuộc sống nó nhanh hơn, ngay cả em đi đường em cảm giác là xe cộ ở trong Nam người ta cũng đi rất là nhanh, và ở ngoài Hà Nội thì người ta đi từ tốn hơn. Em có cảm nhận được điều anh nói vì em cũng rất yêu Hà Nội, em cũng yêu Sài Gòn, và em biết là những người ở miền Bắc, ví dụ anh ở Hà Nam thì chắc là anh vẫn có bố mẹ và gia đình ở ngoài Bắc đúng không anh? Đúng rồi. Nên có nghĩa là anh sẽ không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia đúng không ạ? Anh thì bố mẹ sinh 4 người con, anh là út. Chị gái anh thì ở bên châu Âu, một anh nữa ngoài Hà Nội và một anh nữa thì ở trong Sài Gòn này rồi. Và các anh chị thì đều lập gia đình và đều phải có cái trách nhiệm với cả gia đình nhỏ của mình. Và anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Đấy. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Gia đình em có hai người, em là đầu và em trai kém 3 tuổi đã lập gia đình. Thì hiện tại em đang làm việc ở Hà Nội cùng với bố mẹ ở đi về về giữa Hà Nội với Nghệ An á. Thì em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Lý do là thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm, về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được, nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây, cũng như là cái tính cách của em á, tính cách của em khi em trở về Hà Nội làm việc thì có rất nhiều người nhận xét là tại sao Loan có thể nói với khách hàng như thế, tại sao em lại chia sẻ những điều như thế, và có nhiều người còn nói là trông em khá là Tây. Thì thực sự là tính cách của em khá là hướng ngoại và có ít nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về mặt suy nghĩ muốn là làm hoặc là sẽ không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Thì em cảm thấy mình, em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn á, từng ngày, những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về ra Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội? Vâng, bố mẹ đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An. Quê em... Quỳnh Lưu là quê của Công Vinh ấy. Dạ đúng rồi. Tại vì là Khánh Chi em Công Vinh là học dưới anh 3 lớp. Vâng, Đại học Văn hóa Hà Nội. Đúng rồi, dạ. Ở học Đại học Văn hóa Hà Nội. Em có biết gì về Hà Nam không? Em biết. Quê hương của Nam Cao. Có món cá chấm kho tộ rất là ngon. Chuối ngự làng Vũ Đại. Vâng. Và cá kho cũng là làng Vũ Đại. Đấy là những món mà tiền vua ngày xưa. Nhà anh thì không có gần chỗ đó, nhưng nhà anh thì bây giờ là đang gần một cái ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới. Dạ. Đấy, thì hy vọng là nếu mà có bấm nút thì anh sẽ mời em về quê anh để chiêm ngưỡng một cái ngôi chùa nó rất là đẹp, và cảnh quan thiên nhiên ở quê anh rất là đẹp. Quê anh thì nó là vùng bán sơn địa, có nghĩa là một nửa là đồng bằng và một nửa là núi, nên là cũng không phải là xuất thân từ một cái gia đình nó giàu có hay vùng quê nó giàu có gì cả. Đấy. Yeah, em có đi qua Hà Nam. Em ấn tượng vì cái phong cảnh vùng quê Bắc Bộ ấy, nó rất trữ tình, nhất là những buổi chiều mà có khói tỏa ra từ những ngôi nhà thì em rất thích.
Rồi mình bỏ qua cái đoạn tả cảnh nha. Mình vô chuyện quan niệm về hôn nhân gia đình của hai bạn đi. Anh hỏi trước đi. Có nghĩa là em muốn lập gia đình từ năm 2017, nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình? Vì em chưa cảm thấy tìm được đúng người. Có phải là em có khóa khó tính không? Không. Như thế này, khi những người mà người ta thích em á, cái em quan trọng đầu tiên đấy là cái sự chưa về cái tư duy bản lĩnh của một người đàn ông á, có nghĩa là ở đây không phải là về tài chính hay kinh tế gì cả. Một người đàn ông mà họ luôn luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu thì em cảm thấy là họ thu hút em rất nhiều hơn so với một người có thể là họ học lên thạc sĩ, tiến sĩ và họ thích một công việc nó đều đặn như vậy. Thì cái người đó không gây được cái sự thu hút đối với em. Trong cái công việc em á, em thì làm phụ trách về kinh doanh thì em gặp những cái người như thế rất là nhiều. Nhưng hai cái sau họ không có. Cái đặc biệt đó là cái sự chân thành thì không có một ai có cả. Và những người thích em thì cái số một của họ ấy, cái bản lĩnh người đàn ông chưa cảm thấy em cảm thấy thực sự bị thu hút. Em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để mình dựa vào hay gì cả, nhưng mà em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, để mình sống cùng họ hàng ngày. Chỉ vậy thôi, tức là giá trị về tinh thần. Như em. Anh nói người đàn ông này còn cả một cái chuỗi tóc ở Hà Nội. Bây giờ anh ấy có cả tiệm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đó. Bây giờ anh ấy chưa kể đấy. Anh có cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy. Và một người đàn ông mà có cái, vì em tiếp xúc với môi trường kinh doanh nhiều nên cái sự khô khan nó có. Và em nếu mà sống cạnh một cái người mà có một cái suy nghĩ hay là cảm nhận về nghệ thuật đó, thì em rất là thích. Em bản thân em cũng có cảm nhận được một chút về cái đẹp. Ví dụ như em nghe một bản nhạc hay là nhìn một bức tranh, em biết được nó đẹp, nó hay ở đâu. Thì cái mà anh có, em nghĩ là anh là cái người có thể là làm cho cuộc sống của em màu sắc hơn. Anh có quan điểm gì về tình yêu hôn nhân gia đình không? Ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy, thì anh nghĩ sao? Anh nghĩ vấn đề đó như thế nào? Anh nghe em nói là em chưa có mối tình nào cả. Là anh thấy là cái quan niệm của em nó khó khăn về tình yêu. Nên là việc mà em hỏi là việc sống thử chắc chắn là chắc là em không bao giờ làm điều đó. Nhưng anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả. Với những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ hạn chế ít dần đi. Em cứ hiểu nè, ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là cô này là không có chính chuyên, mà ai lại đi ăn kem trước cổng như vậy thứ. Nhưng bây giờ ấy, là những người nào mà có bầu trước là bố mẹ phụ huynh tất cả mọi người đều mừng, đón về cái là được trâu lẫn nghe luôn đấy. Là người ta nghĩ thoáng rồi, ngay cả nông thôn thôi đấy. Nên là anh nghĩ là em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu. Vì hiện tại anh đang ở Hà Nội còn em ở Sài Gòn thì anh sắp xếp kế hoạch để chúng ta hẹn hò như thế nào? Em thì không ngại ra Hà Nội vì gia đình em ở ngoài đó. Còn em, anh thì sao? Em không ngại việc ra Hà Nội thì anh cũng chả ngại việc vào trong Nam. Tại vì thực tế ở trong Nam thì em nhìn thấy họ hàng nhà anh rồi là bạn bè giới văn nghệ sĩ. Anh vào trong đây là ở nhà ca sĩ Châu Khải Phong mà. Anh ấy đưa chìa khóa, anh ấy đi biểu diễn show, anh để chìa khóa cho anh để ở nhà và để tham gia chương trình. Anh bảo là đấy là tại vì là cái chương trình báo gấp quá nên anh không có hủy được các show của anh đi diễn ở ngoài Bắc. Còn nếu mà không có bận như vậy thì là anh ấy đã đến cổ vũ cho anh rồi. Hôm nay gia đình anh đến đây rất là đông thì không biết là chắc là mọi người cũng ở ngoài Bắc vào nhiều. Em cảm thấy rất cảm ơn gia đình của anh Đạt vì sự có mặt hôm nay. Em con gì, anh có một bạn là cùng đồng hương với em luôn. Người Nghệ An luôn. Và Cường nói là con gái Nghệ An rất tuyệt vời. Anh có được sức nghề với em không hả? Đúng rồi, có một bài hát như vậy đó. Đúng rồi, anh thấy thế này là hai bạn rất là hiện đại. Ở hai bạn đó, có một cái điểm chung là gì? Dễ hiểu nhau và dễ trao đổi với nhau về tất cả mọi thứ. Đây cũng là một chàng trai rất là bản lĩnh ha. Và em cũng là một cô gái cá tính. Chàng trai này có thể hóa giải cái cá tính đó để có thể kết nối lại hai cái trái tim mà đã lâu lắm rồi họ chưa gặp lại nhau. Bây giờ thế này, em trai, thời gian không có nhiều đâu.
Em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư, những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái về tình yêu nha, không nói chuyện làm ăn, không nói chuyện về xã hội nữa. Nào, mời em. Okay. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện. Anh đi. Thì học về quản lý văn hóa nghệ thuật nhưng không học về chuyên ngành thanh nhạc. Yeah. Anh học quay phim chụp ảnh nên là để mà hát thì sẽ là không hay, nhưng anh nghĩ là trong cái bài hát và lời bài hát đấy thì chứa chan rất là nhiều tình cảm của anh, thì anh cứ mạo muội hát cho em nghe, rồi không có hay thì đừng có chê anh. Yeah. Okay. Đây, bài hát là Tìm Em qua câu dân ca. Yeah. Anh về tìm cho anh... cho em dừng rồi, một chút được không? Không, tại vì em đang quên lời. Bài này của Hà Nam. Vâng, bài về Hà Nam nên cho em xin điện thoại tìm search cái câu đầu tiên. Anh nói lại câu đó em, nhưng em có thể gỡ cho anh được. Anh trong người em... trong ban tổ chức cho em xin cái đoạn. Chị không biết bài này chứ không là chị mấm mồi. Dạ. Chị không biết bài này. Chị không biết ạ. Chị không biết thuộc bài này. Vâng. Tìm em qua con đường. Không, tìm em qua câu dân ca. Câu hát. Bài hát tên là Tìm Em Qua Câu Dân Ca. Đấy, cho anh xem chút. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại. Bằng ba đứng chờ à? Đúng không chị? Chị không thuộc bài này. À. Rồi. Anh cứ bình tĩnh đi. Nè. Bình tĩnh đi nào. Ok. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, Phú Lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Về bến Phù Vân đi trên con đường mới, tìm câu dân ca. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca lao lòng, anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cao, em qua cầu Hồng Phú, Phù Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, châu lay châu tính châu tình, anh còn son em cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được thành thân vợ chồng. Vẫn nắm tay, vẫn nắm tay như thế. Hoàng nữ hát đáp lại đi nào. Về Quỳnh Lưu cùng em gì đó, về cùng em gì đấy. Sứ Nghệ như nhỉ? Em không hát được nhạc Nghệ An đâu. Em hát bài Con Đường Hạnh Phúc của Thủy Chi ha. Em hát một đoạn ngắn thôi. Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua, và em sẽ chờ, và em sẽ đợi, dù cho gió mưa răng kín khiến anh không tìm được thấy đường em, và để em lạc trong đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em. Giờ em đã biết con đường đó chính là anh. Trời ơi. Tuyệt vời. Rồi, cô nắm tay ấy, em trai nắm tay đi. Hãy, hai người vẫn nhìn nhau. Vẫn nhìn nhau. Nào, hãy nói lên tất cả những suy nghĩ từ đáy lòng của mình với đối người đối diện đi. Qua cái nắm tay thì em cảm nhận điều gì? Em thấy anh đang rất run. Tay anh rất là ấm. Yeah. Tại vì là mọi người thường nói là những người tay ấm thì rất là tình cảm. Yeah. Anh nghĩ là qua cái nắm tay thì em sẽ cảm nhận một chút về cái tình cảm của anh. Yeah. Em thấy trông anh rất là khôi ngô tuấn tú, gương mặt rất là hiền lành, và đôi mắt, ánh nhìn của anh nó toát ra cái sự mạnh mẽ của một người đàn ông.
Yeah. Tuyệt vời. Và trông anh cũng rất là duyên nữa. Và rất là trẻ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Yeah. Nếu cô gái không mang giày gót cao thì có thể chúng ta hợp lý đấy. Em sao? Là người rất thích đi giày cao gót. Nói mốt đi với bạn trai đi giày sạch sẹp chút xíu. Hả? Ok, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm và chuẩn bị tinh thần. Nói lên trái tim, lời nói trái tim của mình. Nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, không chờ đợi gì cả. Nếu cảm giác không phải, không cần bấm, hãy nhường cơ hội đó cho người khác. Chúng ta đang đối diện với người thân, gia đình và hàng triệu khán giả. Hãy làm đúng những cái gì mà trái tim mình mách bảo các bạn nhé. Bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Em nhờ một chút rồi em hỏi một câu nữa được không? Hỏi một câu đi em. Hỏi đi. Em nói là em sẽ có theo chồng ra ngoài Hà Nội không? Hay là bắt chồng phải vào trong Nam? Em mới trở lại được 6 tháng. Em đã ra vào 2 lần rồi nên em không muốn, em sẽ ở lại đây. Câu trả lời của em là em sẽ ở lại Sài Gòn. Ok em. Rồi, thôi thì 1, 2 và 3. Hết thời gian. Không bấm. Cả hai không bấm. Các bạn thật là cá tính. Một cô gái cá tính, một chàng trai cũng cá tính. Em có thể, chúng ta có thể là những người bạn. Yeah. Thật sự chỉ vì lý do địa lý thôi. Em muốn chia sẻ một chút là cái việc mà thay đổi môi trường địa lý để ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp nó rất rất lớn. Em là người đã trải qua điều đó 2 lần. Và khi công việc mọi thứ bị xáo trộn thì cái đời sống, tình cảm, những cái kế hoạch khác nó đều bị chi phối rất nhiều. Cho em nhận xét về anh Đạt, em không thể ngờ rằng là chương trình lại giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai và giỏi giang như thế. Thật sự em cảm thấy rất ấn tượng với anh. Nhưng có lẽ là lý do cho hai cái chúng ta không bấm nút là vì khoảng cách địa lý. Chỉ vậy thôi. Và em chúc anh sẽ có nhiều may mắn. Anh hãy luôn yêu và hãy tự tin. Sẽ một ngày tình yêu sẽ tìm đến chúng ta. Chúng ta có thể giữ liên lạc qua Facebook hay là Zalo và nói chuyện với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Và khi anh vào đây công tác thì đừng ngại ngần ngại gọi cho em. Ok. Yeah. Chúc anh thật là nhiều năng lượng và nhiều niềm tin yêu và trong cuộc sống nha. Thật tiếc nha. Anh biết nói sao? Hãy mở lòng ra nữa, hãy cho chúng ta một cơ hội. Anh nghĩ rằng là không có gì nó hoàn chỉnh cả. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng khi có tình yêu rồi, có sự thăng hoa trong tình yêu rồi, đã có yêu nhau rồi thì không ngại đường xa, có thể thay đổi cuộc sống tất cả mọi thứ. Các bạn biết không, khi tình yêu đó đến, khi hạnh phúc nó tràn ngập vào trong người chúng ta không biết nơi đó là nơi nào cả. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó có chúng ta. Theo nghĩ một chút, cô gái hãy mở lòng chút xíu nữa. Theo nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa. Bởi tôi biết bạn ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ. Và cô gái cũng có thể ra Hà Nội nếu như chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé. Tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi. Đừng cứng nhắc trong tình yêu. Hãy cho mình một cơ hội. Rồi, đó là quyền quyết định các bạn. Tôi tôn trọng điều đó. Vâng, thì Vân nghĩ hai bạn này có một cái chọn lựa như thế là chính xác. Thực sự đối với hai bạn. Bởi vì Vân biết bạn Đạt, sự nghiệp của bạn Đạt, công việc của bạn Đạt ở ngoài Bắc rất là thuận lợi. Rất là thuận lợi luôn. Đó. Còn với bạn Loan. Bạn Loan ở đây cũng vậy. Khi mà bạn nói cái câu này, khi mà bạn sống ở trong Nam, bạn được sống tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái tính cách của bạn. Bởi vì người miền Nam là có làm sao nói vậy người ơi. Mà được. Bạn là tính cách của bạn là như thế. Nhưng còn mà miền Bắc mình là phải đón ý, phải rào trước đón sau, phải kính kẻ. Đó là cho chính nên cái cơ hội mà các bạn đã mất đi. Tại sao chúng ta không xử lý mềm dẻo chút xíu? Chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi. Biết đâu được cái gì cũng có thể thay đổi cả. Trên trái đất này không có gì là không thể thay đổi cả. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau. Tại vì Vân biết bạn Đạt. Bạn Đạt là người kính kẻ, người gọi là rất là nền nã ông bà mình như thế nào. Thành ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác.
Tôi thấy không chính xác. Rất là cởi mở. Tôi lại khác với bà mối, tôi thấy không chính xác. Em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. Thực ra thì salon của anh ở 38 Nguyễn Hồng thì gần Đại học Ngoại Thương, rất gần Đại học Ngoại Thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không có chuyện nữa. Và em cũng hay đi mua đồ. Không có chuyện nhau nữa. Các bạn rất hợp với nhau, nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sao là người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa? Tôi thích cho hai bạn lắm. Thì bây giờ các bạn còn liên lạc với nhau mà. Tôi rất mong muốn hai bạn bấm nút. Bởi vì hai người này rất là thông minh. Hai người này rất là... Có thể hai các bạn sẽ tạo nên một cái điều gì đó bất ngờ trong tình yêu. Tôi mong là như thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia một câu chuyện mà chính ông Mai rất là tiếc. Và tôi vẫn mong muốn các bạn có một cái kết rất là đẹp với nhau. Tôi nghĩ là như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Đây là những món quà chúng tôi gửi tặng các bạn. Đạt nó biết nó gặp tôi đây. Mà nó không cho tôi cái dầu này. Phần quà. Em có phần quà cho chị nhau. Hồng Vân và anh Quyền Linh. Nhưng ban tổ chức không cho đưa trên sân khấu. Vậy vâng. À. Mang tiếng em quá. Em có món quà cho MC ở... Chị giỡn đó nha. Chị đùa đấy. Đây là đi phượt nè, cô gái rất thích thế này. Ê, đúng rồi. Đây là cực kỳ hợp với em đó Loan. Cũng có thể đi phượt nha Đạt nha. Rồi, cảm ơn. Hai người rất là thông minh, rất là hiện đại. Đó. Đây là món quà máy lọc không khí Toshiba gửi tặng các bạn. Còn gì nữa không? Hết rồi. Rồi đây, chừng... Hãy giữ cho nhau một kỷ niệm thật đẹp. Hãy giữ cho nhau tất cả những gì mà đã trải qua một thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ rằng rất là ấn tượng ngay cả với chúng tôi nữa. Và tôi chắc chắn là các bạn sẽ nhớ những lời nói ngày hôm nay. Và đôi khi các bạn sẽ nhớ nhau đấy. Đó. Anh Đạt hãy làm bạn với em ha. Tại vì em muốn anh là dù dù thế nào đi nữa hãy tin ở tình yêu, vì đó là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ làm cho anh cảm thấy hạnh phúc, và nếu mà anh cứ kiên trì với điều đó thì một ngày may mắn sẽ đến với anh, với một anh. Cô cũng thế đấy cô ạ. À. Cô cũng phải được kiên trì với tình yêu đấy. Mỗi người đi một đường đi. Hai người không đi chung một đường được rồi. Nào đó. Em gái đi bên kia. Của nã nhiều quá đây. Ai... Tình yêu có thể chúng ta sẽ thay đổi bằng nhiều cách. Tình yêu là một phép màu, tình yêu là rất là nhiều màu sắc. Chúng ta có thể xử lý bất kỳ trong tình huống nào nếu thật sự chúng ta có cảm xúc với nhau. Chỉ trừ khi chúng ta không có cảm xúc với nhau thì không điều gì có thể thay đổi cả. Thì vấn đề là chỗ đó đó Linh. Tôi thấy rằng thôi. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau nhé. Rất tiếc, tôi tiếc lắm các bạn, thật sự. Ơi, giá như phải để hai bạn ấy nói chuyện lại từ đầu. Nếu giá như có nhiều thời gian, chúng tôi sẽ khuyên các bạn ấy nên bấm nút. Dù sao thì câu chuyện cũng đã xảy ra rồi các bạn. Ngày hôm nay sẽ có hai câu chuyện, hai màu sắc khác nhau, hai cách diễn giải khác nhau. Và cuối cùng thì tôi chỉ mong rằng tình yêu sẽ sớm đến với những cặp đôi, cho dù có bấm nút hay là không bấm nút, hẹn hò. Là phải có cảm xúc thì chúng ta bấm nút, còn không cảm xúc thì không cần bấm nút. Đó là những gì muốn tôi muốn trao đổi tất cả quý vị các bạn.